Chương 2333, Tiểu Long ra tay, rất dễ đối phó. Tiểu Long nhíu mày, hiện tại thực lực của hắn là bát giai hậu kỳ, nữ tử này chỉ là bát giai trung kỳ, hắn không đặt vào trong lòng. Không thể chủ quan, nữ tử này ở trong tộc có lẽ cũng có thiên phú không kém. Huyền Hạo nói, phanh phanh, trên không trung từng thanh âm bạo liệt vang lên, hai đạo thân ảnh xinh đẹp giống như thiểm điện giao thủ với nhau. Năng lượng va chạm kịch liệt khiến cho không gian cuồn cuộn. cuộn. Uy thế kinh người tăng thêm uy áp vô hình khiến cho một ảnh lớn linh thú ở sơn mạch phía dưới run rẩy. Thực lực Tâm Đồng ngày càng mạnh a." À? Thiên Độc Yêu Long nói, trong lòng âm thầm cảm thán, thực lực của Lục Tâm Đồng bây giờ tuyệt đối khiến cho người ta chấn động. Giờ phút này ánh mắt Lục Thiếu Du cũng nhìn về phía trước. Thực lực bây giờ của Lục Tâm Đồng không kém, dựa theo tuổi tác mà nói tuyệt đối khiến cho người khác rung động. Khóe miệng hắn mỉm cười, những năm gần đây tiểu nữ này phát triển cực nhanh. Vô luận là thực lực hay kỹ xảo chiến đấu đều rất mạnh tu vi cùng thực lực như vậy đã đặt chân vào trong hàng ngũ siêu cấp cường giả. Thế nhưng cho dù thế nào Lục Thiếu Du, cũng biết trong lòng mình vẫn không yên tâm về tiểu nha đầu này. Hắn vẫn coi tiểu nữ này là một tiểu nha đầu, cần được hắn bảo hộ. Cho nên có rất nhiều chuyện hắn không muốn nàng mạo hiểm. Tuy rằng trong lòng Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ, nếu như để cho tiểu nha đầu này đi tôi luyện một mình thì chỗ tốt càng thêm lớn, thế nhưng trong lòng của hắn Trung Quy vẫn không thể an tâm. Phanh! Trong thanh âm bạo liệt, Mọi người dò xét, nhị nữ trên không trung đã giao thủ hơn 10 chiêu. Khục khục, khói độc ngập trời cũng hòa diễm bị đánh sơ xác. Gợn sóng trong không gian hóa thành mảnh vỡ bắn tứ tung, hai đạo thân ảnh xinh đẹp đều bị đẩy lui. Không ngờ nhân loại ngươi lại có chút bổn sự như vậy. Nữ tử tóc đỏ lần nữa nhìn về phía Lục Tâm Đồng, lúc này trong mắt cũng hiện lên sự ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này người có thể chiến cùng nàng một trận không có ai. Người trong tộc mỗi ngày đều nói với nàng rằng bên ngoài cường giả như mây, nàng còn không tin thế nhưng hiện tại sự thật quả đúng là như vậy. Ngươi cũng không tệ. Lục tâm đồng nói, thực lực của nữ tử tóc đỏ này tuyệt đối rất mạnh. Hừ, lại tới thử xem. Yêu kiều quát lên một tiếng, nữ tử tóc đỏ lần nữa đạp mạnh hư không, một cỗ hỏa diễm phô thiên cái địa tử trong cơ thể nàng khoách tán, rồi bao phủ cả không trung. Hỏa diễm nóng bỏng ngập trời khiến cho cả không gian nóng bỏng. Gợn sóng đỏ thấm lan tràn ra chung quanh. Đến thì đến, sợ ngươi sao, lục tâm đồng cắn răng, thủ ấn được kết, quanh thân lập tức biến thành màu đen khủng bố sau đầu mỗi một sợi tóc đều có hắc mang quanh quẩn y phục bay phất phới quanh thân có một cỗ khói độc ngập trời lan tràn giống như ác ma đang lăng không mà đứng linh lực cùng linh hồn lực trong cơ thể giống như hồng thủy cuồn cuồn năng lượng bằng bạc tuôn ra khiến cho không gian không ngừng run lên hình như là tám lạng nửa cân a lục thiếu du lẩm bẩm nói bản thể nữ tử tóc đỏ kia còn chưa xuất ra thế nhưng lục tâm đồng còn có con bài chưa lật dưới cỗ uy áp của nữ tử tóc đỏ, Lục Tâm Đồng cũng có hồn linh khí phòng ngự địa cấp, đoán chừng cũng có thể tạo thành một ít tác dụng. Thực lực của nhị nữ lúc này tám lạng nửa cân. Lão đại, huynh thử nói xem nữ nhân kia cùng Tâm Đồng ai mạnh hơn một chút." Tiểu Long hỏi Lục Thiếu Du. "Có lẽ không chênh lệch nhiều lắm." Lục Thiếu Du suy nghĩ rồi nói, nhìn nhị nữ giao thủ, hắn cũng cảm thấy thích mắt. "Sư." Một thanh âm chấn động vang lên trong không gian thủ ấn trong tay nữ tử tóc đỏ đánh xuống, một đạo linh nguyên lập tức dánh ra. Cả không gian kịch liệt vạn vẹo. Trước đạo linh nguyên này không gian sụp đổ, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Bắt đầu phóng về phía lục tâm đồng. Thiên độc hồn quyết. Lục tâm đồng khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa. Một đạo quang ấn như ẩn như hiện trong đám khói độc ngập trời. Năng lượng đáng sợ chấn động, trong không gian không ngừng xuất hiện những vết nứt màu đen đáng sợ. Ông, không gian run lên trong quang ấn này có mấy con rết đen kịt nhện bò cạp cự mãng thiềm thừ năm đạo thú ảnh lặng lẽ hiện lên trong quang ấn trực tiếp hội tụ thành một đạo thú ảnh dữ tợn uy áp cường hãn từ bên trong tràn ra một cỗ linh hồn uy áp khổng lồ khiến cho trong đầu người khác đau đớn mà cùng lúc đó đạo linh nguyên lập tức va chạm với thú ảnh màu đen thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trong thiên địa phanh hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau cả không trung run lên kinh khí bỗng nhiên khuếch tán trên không trung mà ở giữa nơi hai đạo công kích va chạm không gian sụp đổ một cái động xuất hiện quang mang màu đen tràn ra khiến cho trong lòng người khác rung động một lát sau không gian mới gần khôi phục lại hừ đón thêm một chiêu của ta nữ tử tóc đỏ yêu kiều quát lên một tiếng mái tóc đỏ sau đầu giống như hỏa diễm bóc cháy cả thân thể lan tràn ra hỏa diễm giống như thực chất Thủ ấn nương theo hỏa diễm lan tràn mà kết không gian nóng bỏng, đỏ rực quanh nàng chấn động. Gri gri, thanh âm này vang lên, mấy chục đầu chim lửa giống như hỏa phượng hoàng, dưới sự khống chế của nữ tử tóc đỏ vỗ cánh bay đi mang theo hỏa diễm nóng bỏng, trực tiếp phóng về phía Lục Tâm Đồng. Chi chi, trong sương mù đen của trấn linh diệt hồn tháp, từng tiếng kêu chi chi quái dị vang lên, mấy chục đầu lệ quỷ hồn anh đen kịt, dương nanh múa vuốt bắn ra, va chạm với hỏa diễm nóng bỏng. Những hồn anh này trải qua luyện chế lúc này cũng không sợ những hỏa diễm nóng bỏng kia chi chi, gri, gri Nhất thời cả không trung tràn ngập tiếng kêu sắc bén khiến cho sắc mặt thiên độc yêu long, bắt đầu trắng bệch. Giữa không trung, nữ tử tóc đỏ lăng không đứng thẳng, mái tóc đỏ trên đầu có hỏa diễm lan tràn ra, quanh thân cũng được hỏa diễm như thực chất bao phủ. Trên đôi chân dài trắng nõn cũng là hỏa diễm, giống như ma nữ đang tức giận vậy. Mà lục tâm đồng cũng không kém là bao, trên người mặc một bộ y phục màu tím, mái tóc có khói độc phiêu đãng, quanh thần tràn ngập khói độc, tựa như ác ma đang lăng không đứng thẳng. Ầm ầm ầm. Giữa không trung, chim lửa giống như phượng hoàng cùng với lệ quỷ hồn anh đen kịt va chạm với nhau, bộc phát ra quang mang chói mặt. Năng lượng cuồng bạo cùng với kinh khí điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, tạo thành thanh âm trầm đục liên tiếp. Hỏa diễm nóng bỏng, linh nguyên, khói độc, linh hồn lực không ngừng lan tràn trên không trung. Nhị nữ rằng co, ai cũng không làm gì được ai, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, không phục nữ tử tóc đỏ lần này vụng trộm trốn ra ngoài một phen, không ngờ lại xảy ra chuyện bất lợi như vậy. Còn chưa chơi được vài ngày thì đã gặp cường giả nhân loại. Mà lục tâm đồng lần này cũng muốn thử thực lực của mình. Bế quan 28 năm đột phá 3 cấp độ, thế nhưng không ngờ hiện tại lại không làm gì được một đầu linh thú bát giai trung kỳ. chương 2334, ta đi đổ long. một Tăng thêm nhị nữ đều nhìn thấy tuổi đối phương không kém mình bao nhiêu, cũng đều xinh đẹp, trong lòng có chút không thoải mái hai người đều muốn hơn đối phương một chút thì mới cảm thấy vui vẻ cho nên trận đại chiến này không thể tránh được thực lực của tâm đồng cùng nha đầu kia dường như không kém nhau nhiều cho dù động thủ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa huyền hạo mở miệng cười thu hồi ánh mắt trên không trung lại quay đầu về phái tiểu long nói tiểu long con lên thu thập nha đầu đó đi đừng làm tổn thương nó bằng không sẽ khó mà làm được một ít chuyện con biết rồi phụ thân tiểu long gật đầu nói ken két giữa không trung, chim lửa bằng hỏa diễm cùng với lệ quỷ hồn anh va chạm với nhau, đều bị vỡ nát. Cơn lốc năng lượng trong chốc lát khoách tán, thân thể mềm mại của nhị nữ đồng thời bị đẩy lùi. Tâm đồng, ngươi không sao chứ? Quang mang lóe lên, tiểu long xuất hiện bên cạnh lục tâm đồng. Không có việc gì, nàng còn chưa đủ để làm tổn thương tới ta. Lục tâm đồng chu cái miệng nhỏ, tâm thần khẽ động, thu chấn linh diệt hồn tháp vào trong tay. Thân thể nữ tử tóc đỏ bị đẩy lui, không trung đỏ rực đột nhiên biến mất, Ánh mắt nhìn về phía Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói, "Sao nào? Không đánh lại được tìm người giúp đỡ sao?" Nực cười, ta thấy ngươi mới không chịu được đó. Có cần khôi phục bản thể chu tước của ngươi rồi chúng ta lại đánh hay không?" Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhảy lên, cảm nhận khí tức trên người nữ tử tóc đỏ đúng là linh hoàng khí. Thanh Long hoàng tộc cùng Huyền Vũ hoàng tộc Lục Tâm Đồng đều đã gặp qua, cho nên linh hoàng khí này Lục Tâm Đồng cũng hiểu rõ một chút. Trên người nữ tử tóc đỏ này chính là linh hoàng khí trừ thanh long hoàng tộc ra cũng chỉ có chu tước nhất tộc mới có linh hoàng khí mà thôi mà quanh thân nữ tử tóc đỏ này chính là một cỗ linh nguyên ngưng tụ thành hỏa diễm lục tâm đồng nhanh chóng đoán ra được nữ tử này là người của chu tước nhất tộc ồ làm sao ngươi biết được ta là người của chu tước hoàng tộc mắt nhìn lục tâm đồng nữ tử tóc đỏ có chút kinh ngạc chỉ bằng linh hoàng khí mà ngươi tiết ra ngoài ra không người nào không biết đừng có chống đối chúng ta bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi Tiểu Long nhìn nữ tử tóc đỏ, ánh mắt nhìn vào thân ảnh mềm mại động lòng người, không khỏi liếc mắt nhiều thêm vài lần. Thế nhưng dường như cảm thấy có quá phận cho nên lập tức thu hồi ánh mắt. "Này, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không biết lễ phép một chút nào. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời như vậy?" Nữ tử tóc đỏ dường như không muốn làm lộ ra thân phận của mình, lập tức nói, "Chỉ bằng ngươi cũng muốn không khách khí với bổn tiểu thư sao?" Hừ. Dường như nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Long so với mình còn nhỏ hơn một chút. Lúc này nữ tử áo đỏ cũng không đặt Tiểu Long vào trong mắt. Sưu, một đạo quang mang lóe lên, thân ảnh Tiểu Long đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử tóc đỏ. Ồ, trong nháy mắt này nữ tử tóc đỏ cũng phát hiện ra tung tích của Tiểu Long, thân thể mềm mại đột nhiên lùi lại, vẻ mặt biến đổi, dường như nàng thật không ngờ tốc độ của Tiểu Long lại nhanh như vậy. Không ngờ tốc độ của người cũng rất nhanh. Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ tốc độ của nữ tử tóc đỏ này lại nhanh như vậy so với người có tu vi đồng cấp không chỉ nhanh hơn một chút. Một tiếng sư vang lên, nữ tử tóc đỏ nhanh chóng lùi lại, gợn sóng trong không gian trước người lóe lên. Thân ảnh tiểu long lần nữa xuất hiện. Vẻ mặt nữ tử tóc đỏ lần nữa biến sắc, nàng không ngờ tốc độ của thiếu niên này lại nhanh như vậy. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên, linh nguyên ngưng tụ trong tay, một đạo hỏa diễm nóng bỏng lập tức xuất hiện. Hỏa diễm đánh vỡ gợn sóng trong không gian, hung hăng đánh về phía tiểu long. Sắc mặt tiểu long trầm xuống, không tránh né, trực tiếp chống lại. Bàn tay nắm lại, hỏa diễm màu vàng bắt đầu quanh quẩn trên nắm tay. Khi một quyền bằng hỏa diễm của nữ tử kia sắp nện vào trước người, thân thể Tiểu Long hơi trùng xuống, quang mang bao phủ thân thể, trực tiếp dùng bả vai va chạm với một quyền kia. Phanh! Quyền này lập tức va chạm với bả vai của Tiểu Long, cùng lúc đó, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của nữ tử tóc đỏ, bàn tay Tiểu Long, dưới sự bao phủ của hỏa diễm màu vàng trực tiếp xé nát không gian đánh về phía mặt nàng quyền còn chưa tới, kinh khí cường hãn đã phá vỡ không gian. Trong lúc nguy cấp, một quyền này đánh về phía mặt khiến cho nữ tử tóc đỏ bị dọa nhắm chặt mắt lại. Sư, ngay khi nữ tử tóc đỏ cho rằng khuôn mặt mình sẽ bị nện cho biến hình, thì kinh khí sau khi tới trước khuôn mặt nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian yên tĩnh, nữ tử tóc đỏ cảm giác được quyền của tiểu long không nện xuống, hai con mắt run lên, mắt phải hé mở nhìn về phía trước. Chỉ thấy nắm tay của tiểu long hiện tại đang dừng ở trước mũi nàng hai con mắt đen nhanh mở ra chớp chớp nhìn nắm tay gần ngay chóp mũi nàng không biết nên làm thế nào trong lòng bị dọa nhảy dựng lên vừa rồi nàng thực sự đã bị hù trong tộc chưa từng có ai dám làm như vậy với nàng ngươi làm gì vậy ngươi hù chết ta rồi nhìn thấy nắm tay không đánh vào mình nữ tử tóc đỏ chu miệng lập tức trừng mắt nhìn tiểu long nói ngươi nghe kỹ cho ta nếu như ngươi không đi ta sẽ không khách khí với ngươi Tiểu Long vốn muốn lớn tiếng quát một câu, thế nhưng nhìn đôi mắt to đen nhánh, bờ môi mềm mại khiến cho hắn không thể nặng lời, chỉ phô trương thanh thế nói một câu rồi thu hồi nắm tay. Quang mang toàn thân lóe lên, trực tiếp chấn lùi nữ tử tóc đỏ lại mấy bước. Sư sư, thân thể mềm mại bị Tiểu Long đẩy lùi, cánh tay tê dại, đau đớn. Đôi mắt xinh đẹp lập tức nhìn về phía Tiểu Long nói, ngươi cũng là linh thú, vừa mới ra tay đã khiến cho nàng nhìn ra thân phận của Tiểu Long. Ta là linh thú thì sao, Tiểu Long thu hồi nắm đấm, chắp tay mà đứng, nhìn qua cũng có chút khí thế. Tăng thêm trên người vốn đã có một cỗ khí chất hoàng giả trời sinh, lúc này nhìn qua cực kỳ bất phàm, khiến cho người khác không thể khinh thường. Ngươi là linh thú. Tại sao phải giúp nhân loại đối phó với ta? Nữ tử tóc đỏ cả giận nói. Ngươi ngốc sao? Ta không giúp tâm đồng chẳng lẽ phải giúp ngươi? Tiểu Long tức giận nhìn qua nữ tử tóc đỏ. Hừ, nữ tử tóc đỏ. Chu miệng, mái tóc đỏ sau lưng run lên, một cỗ hòa diễm như thực chất xuất hiện trên sợi tóc. Trong khoảnh khắc, một cỗ linh hoàng khí phô thiên cái địa tuôn ra bao phủ về phía Tiểu Long. Thu về đi, chỉ bằng linh hoàng khí của Chu Tước, nhất tộc các ngươi còn chưa thể làm ảnh hưởng tới ta." Tiểu Long không nhìn nữ tử tóc đỏ mà quay đầu nói tiếp với Lục Tâm Đồng, "Tâm Đồng, chúng ta đi thôi." "Được." Nhìn thấy nữ tử tóc đỏ kinh ngạc, tâm tình của Lục Tâm Đồng vô cùng tốt, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, thân ảnh lóe lên, theo Tiểu Long trở lại Lưng Thiên Sí Tuyết Sư chương 2335, ta đi đồ long hai. Này, các ngươi không thể đi như thế được. Nhìn thấy tiểu long cùng với lục tâm đồng không để ý tới mình, nữ tử tóc đỏ lập tức đuổi theo, ngăn cản trước mặt thiên sĩ tuyết sư. Hai tay vươn ra, ngẩng đầu ưỡn ngực làm cho bộ phận trước ngực thoạt nhìn ngạo nghễ không thôi, khiến cho lục tâm đồng nhìn qua cũng phải mặc cảm. Nếu như ngươi không đi, có tin ta không khách khí với ngươi hay không, ánh mắt tiểu long trầm xuống. Muốn ta đi cũng được, các phải nói cho ta biết các ngươi là ai, vì sao lại biết ta là tộc nhân của chu tước hoàng tộc nữ tử tóc đỏ này vô cùng nghi hoặc những người này tạo cho nàng một loại cảm giác không nói nên lời ánh mắt cẩn thận đảo qua mọi người dường như chỉ có hai người là nhân loại những người khác đều là yêu thú lại là yêu thú bát giai tiểu nha đầu chu loan là gì của ngươi huyền hạo nhìn nữ tử tóc đỏ cười nhạt một tiếng rồi nói ồ ngươi biết đại tỷ của ta sao ánh mắt nữ tử tóc đỏ nhảy lên cực kỳ nghi hoặc lúc này nàng mới biết mình lỡ miệng tức thì thở phì phò nhìn đám người trên lưng thiên sĩ tuyết sư nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu nha đầu, một mình ngươi chạy đến đây sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, người trong tộc các ngươi sắp đuổi tới rồi. Nếu như ngươi không chạy đi, có lẽ một lát nữa sẽ bị tóm về. Huyền hạo chắp tay đứng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa. Ồ, ngươi nói thật sao? Nữ tử tóc đỏ nghe vậy tức thì có chút bối rối, nàng mới chạy ra được không bao lâu, không thể cứ như vậy mà bị bắt trở về tộc được chúng ta là ai cho dù nói ngươi cũng không biết đi đi đừng quản tới chúng ta tiểu long nói vậy được rồi các ngươi nói cho ta biết các ngươi đi đâu được không đôi mắt đen nhánh của nữ tử tóc đỏ rốt cuộc khôi phục vẻ vô hại ngây thơ như cũ nàng mỉm cười nói với mọi người hỏa diễm chung quanh cũng biến mất chúng ta đi đồ long ngươi có dám đi không tiểu long khinh thường trừng mắt nhìn nữ tử tóc đỏ thế nhưng lại không tự chủ mà nhìn thêm vài lần đồ long ánh mắt nữ tử tóc đỏ biến ảo lập tức có phản ứng nói chẳng lẽ các ngươi muốn đi tới thanh long hoàng tộc tiểu nha đầu bọn họ sắp tới nơi rồi nếu như ngươi không đi sẽ không đi được đâu huyền hạo mỉm cười nhắc nhở nữ tử tóc đỏ này đôi mắt nữ tử tóc đỏ chuyển động trong lòng thầm nghĩ cho dù nàng tới đâu cũng bị trưởng lão trong tộc và nhị tỷ tìm thấy nếu như đi tới thanh long hoàng tộc thì không nhất định này ta cho các ngươi đi thế nhưng các ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện Nữ tử tóc đỏ chu miệng, mắt nhìn mọi người trên thiên sứ tuyết sư rồi nói. Nói, Tiểu Long nhìn chăm chú vào nữ tử tóc đỏ rồi nói, "Các ngươi dẫn ta cùng đi." Nữ tử tóc đỏ cười giảo hoạt, nhìn Tiểu Long nói, "Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Bằng không ta sẽ nói cho trưởng lão trong tộc các ngươi bắt nạt ta. Đến lúc đó, khanh khách, các ngươi sẽ gặp phiền phức lớn." Nữ tử tóc đỏ cười tới mức run rẩy, "Đắc ý không thôi. Đến thì thế nào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao?" tiểu long trực tiếp dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng người khác kính sợ với tứ đại thú hoàng tộc thế nhưng tiểu long lại không đặt vào trong lòng tốt các ngươi không dẫn ta đi thì ta sẽ nói cho các trưởng lão các ngươi bắt nạt ta dù sao vừa rồi ngươi cũng bắt nạt ta nữ tử tóc đỏ chu miệng nói tăng thêm ánh mắt ngây thơ kia quả thực vô cùng động lòng người còn thiếu một chút nữa là lê hoa đái vũ vậy được rồi ngươi đi cùng chúng ta cũng được thế nhưng có một chuyện ta phải nói trước là ngươi cầu chúng ta mang theo ngươi đi chứ không phải là chúng ta muốn dẫn ngươi đi tiểu long đang muốn nói thì huyền hạo đã đồng ý vẻ mặt có chút cao thâm mặt chắc lục thiếu du nhìn huyền hạo trung quy hắn vẫn có cảm giác huyền hạo có chút không quá bình thường tất cả chuyện này lục thiếu du có cảm giác giống như là một bước đi của huyền hạo càng nghĩ lục thiếu du càng cảm thấy sợ rằng tất cả chuyện này chính là một nước cờ dài mà huyền hạo đã định sẵn tốt chỉ cần các ngươi mang ta theo ta tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nghe thấy đối phương đổi ý, nữ tử tóc đỏ sáng mắt, thân thể mềm mại mà nóng bỏng lóe lên, giống như trực tiếp vượt qua không gian. Đôi chân dài trắng nõn như ngọc đáp xuống bên cạnh tiểu long. Thân thể khiến cho người khác sôi trào đứng ở cạnh tiểu long, cái đầu cũng sắp xỉ với tiểu long, thái độ cũng không quá tốt. Sau khi đáp xuống lập tức hừ một tiếng với tiểu long, ánh mắt lục thiếu du khẽ đổi. Thủ đoạn kéo giãn khoảng cách trong không gian của nữ tử này khiến cho lục thiếu du, có chút kích động bởi vì phương pháp này rõ ràng so với lực lượng khống chế không gian của cường giả bình thường có không ít chỗ khác còn nói quân tử nhất ngôn ngươi nhưng mà một con chim mà thôi tiểu long không cam lòng yếu thế thấp giọng hừ lạnh một câu cái gì mà chim ta không phải là chim là chu tước hoàng tộc nữ tử tóc đỏ lập tức thở phì phò nhìn tiểu long nói nàng là chu tước hoàng tộc a à, chim bình thường sao có thể so sánh được với nàng cơ chứ thì cũng là chim nhiều nhất nhưng mà một con chim lửa mà thôi Tiểu Long lạnh nhạt liếc nhìn nữ tử tóc đỏ rồi nói: "Ngươi?" Nữ tử tóc đỏ chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò, quả thực tức tới nỗi muốn động thủ với Tiểu Long. Nắm tay nhỏ đã giương lên, tùy thời có khả năng đệm vào thân thể Tiểu Long. "Đừng quên, ngươi không làm gì được ta." Tiểu Long hoàn toàn không thèm để ý, cũng không chịu yếu thế chút nào. "Chúng ta đi thôi." Mắt nhìn Tiểu Long tranh cãi gay gắt cùng nữ tử tóc đỏ, Huyền Hạo cũng không thèm để ý mà cúi đầu nói với Lục Thiếu Du, tâm thần lục thiếu du thông chi cho thiên sĩ tuyết sư tiếp tục ánh mắt lục thiếu du nhìn về phía huyền hạo trung quy hắn có cảm giác dường như tất cả đều do huyền hạo cố ý sắp xếp đồng thời linh hoàng khí trên người nữ tử tóc đỏ này không kém vừa rồi hắn cũng phải dựa vào kim đao màu vàng mới có thể chống lại sợ rằng địa vị của nàng ta ở trong chu tước hoàng tộc cũng không tầm thường chẳng lẽ lục thiếu du nhíu mày phía trước không xa dường như là thanh long hoàng tộc hiện tại mọi người định xông vào trong thanh long hoàng tộc Nữ tử tóc đỏ này lại là người của Chu Tước hoàng tộc, Huyền Hạo mang theo nàng, nhất định là có ý riêng. Có người của Chu Tước hoàng tộc đi theo, đến lúc đó có lẽ sẽ giảm bớt một chút phiền toái. Có lẽ Thanh Long hoàng tộc cho dù, như thế nào cũng sẽ không tùy tiện ra tay với người của Chu Tước hoàng tộc. Nghĩ tới đó, khóe miệng Lục Thiếu Du mỉm cười, xem ra phụ thân của Tiểu Long cũng không phải là người không có suy nghĩ. Chương 2336, một con hỏa điểu trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nữ tử tóc đỏ vẫn đối trọi gai gắt với tiểu long, tăng thêm lục tâm đồng ở bên cạnh thi thoảng châm lửa thổi gió, không chiếm được một chút thượng phong nào khiến cho nữ tử tóc đỏ tức tối thở phì phò, thế nhưng cũng không có cách nào khác. Sư sư. Một lát sau, ngay tại nơi mà nữ tử tóc đỏ giao thủ với lục tâm đồng, trên không trung có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Hơn mười người này mang theo khí tức nóng bỏng. Dẫn đầu là một nữ tử mặc váy hồng, dáng người cao gầy, đôi mắt xinh đẹp quét qua không trung, Nhìn về bốn phía, nhị công chúa, nơi này có khí tức của tam công chúa, có lẽ tam công chúa vừa mới động thủ ở chỗ này. Nhà đầu này thực sự khiến cho người khác lo lắng a." À, nữ tử mặc váy hồng nói nhỏ, "Hẳn là đã đi về phía trước, chúng ta đuổi theo." Tại một nơi khác, từng dãy núi nhấp nhô, cao ngất, cây cối xanh biếc, mơ hồ có tiếng dã thú quanh quẩn. Sợ rằng người bình thường đi vào đây sẽ rung động, thi thoảng nơi này còn có tiếng chim hót, cực kỳ thoải mái trong một đình viện tinh xảo tràn ngập hương hoa. Một thân ảnh xinh đẹp đứng trong đình viện, thân ảnh xinh đẹp mềm mại, trên người mặc một bộ váy màu xanh biếc. Cho dù nhưng mà một bóng lưng thế nhưng cũng hiện lên đường vòng cung mê người, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý. Lúc này thân ảnh xinh đẹp kia đang tu bổ bồn hoa. Thân ảnh xinh đẹp động lòng người tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Tỷ tỷ, một âm thanh dịu dàng giống như âm thanh của tự nhiên vang lên. Âm thanh vừa dứt, bên ngoài đình viện có một thân ảnh xinh đẹp bước tới, trong nháy mắt đi tới sau lưng thân ảnh xinh đẹp này. Cánh tay vươn tới phía trước hái một bông hoa, nhét vào trong miệng nói, mùi vị của bích thủy linh hoa thật không tệ. Thân ảnh xinh đẹp này mở miệng, trong miệng tản ra mùi thơm ngát, miệng nở nụ cười nhạt, tuyệt mỹ tới mức khiến cho thiên địa động dung. Trên người mặc một bộ y phục trắng như tuyết, khoác một chiếc áo choàng màu xanh, vô cùng vũ mị và cao quý vô song. Đôi mắt như nước khiến cho người khác không thể cự tuyệt. Long Yên, ta nói bao nhiêu lần rồi, muội không được ngắt bích thủy linh hoa của ta, ta tốn không ít thời gian mới dưỡng ra nó đó. Thân ảnh xinh đẹp màu xanh quay đầu lại, dưới bộ váy dài màu xanh là cái eo nhỏ nhắn, tóc mai buộc thành búi, làn da nhẵn nhụi như ngọc. Bên má có hai sợi tóc nhu hòa khẽ phiêu động tăng thêm vài phần mê người, phong tình, hoàn mỹ không chút tì vết, tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, không thua Long Yên một chút nào. Long Yên mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo nói, "Tỷ tỷ, mẫu thân nhờ muội tới hỏi tỷ, bao giờ tỷ mới rời khỏi Bạch Hoa Cốc?" ta nói rồi, từ lúc ta tới đây đã không có ý định đi ra. Nữ tử này cười nhạt một tiếng, âm thanh tựa như thiên nhiên, giống như một đám mây phiêu đãng, mờ ảo. Chẳng lẽ ngay cả tiểu long tỷ cũng mặc kệ sao? Long yên hỏi. Nghe vậy thân thể nữ tử này run lên, ánh mắt rung động, khẽ thở dài nói, nó đang ở phi linh môn. Có thánh thủ linh tôn kia bảo hộ, gần đây lại xuất hiện một linh vũ đại đế, đoán chừng trong tộc lúc này cũng không có ai dám động vào phi linh môn kia. Lần trước bọn họ thất bại, mà về, những người trong tộc cũng biết Tiểu Long có linh hoàng khí thiên cấp, những người này đã có chút dao động, lời nói đã tốt hơn không ít. Lần trước Tam trưởng lão đã đề nghị đem Tiểu Long nhận tổ quy tông, tuy rằng có một ít người phản đối, thế nhưng cũng không quá kịch liệt. Long Yên nói, ai, nếu như ta đoán không sai, hiện tại trong đám người trẻ tuổi dường như không có kẻ nào có thiên phú đặc biệt. Đoán chừng bọn họ muốn để cho Tiểu Long, thay Thanh Long hoàng tộc tham gia đại hội bốn tộc. Nữ tử này cười nhạt một tiếng, khoái miệng mang theo tiếu ý, Nhìn Long Yên một lát rồi nói, "Phụ thân có ý gì?" "Không biết, thế nhưng gần đây dường như đã không còn tức giận là bao, lần trước còn vụng trộm hỏi muội tỷ ở nơi này thế nào." Muội có thể nhìn ra, người không nỡ để tỷ ở nơi này, nhưng mà ngại mặt mũi nên không nói mà thôi. Long Yên nói, "Là ta khiến phụ thân tức giận." Nữ tử kia khẽ mở môi son, thở dài nói, "Tỷ tỷ, tỷ hối hận sao?" Long Yên do dự một lát rồi hỏi nữ tử này. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không hối hận chưa từng hối hận qua gặp huyền hạo rồi có tiểu long ta chưa từng hối hận tuy rằng hiện tại chúng ta không ở cùng một chỗ thế nhưng ta biết rõ bọn họ đang nghĩ tới ta bọn họ cũng biết ta đang nghĩ tới bọn họ thật sao long yên thất thần ánh mắt lóe lên dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó long yên sao vậy nữ tử kia nhẹ nhàng cười nói không phải là trong lòng muội cũng có người ngưỡng mộ đó chứ không biết là người trong tộc hay là người ở đâu tỉ muội không có Long Yên phục hồi tinh thần, nói: "Tỷ, muội vừa mới nhận được tin tức, Lục Thiếu Du và Tiểu Long từng xuất hiện ở trong tổ Yêu Lâm. Muội sợ bọn họ đang đi tới Huyền Vũ nhất tộc. Đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời ta như vậy?" Đôi mắt xinh đẹp của nữ tử kia biến đổi, trong mắt hiện lên sự lo lắng. "Tỷ, lần trước Huyền Vũ đối với Tiểu Long cũng không có ác ý, chẳng lẽ thái độ của Huyền Vũ nhất tộc đã biến đổi hay sao?" Long Yên suy đoán nói. "Huyền Vũ nhất tộc chưa chắc đã thay đổi thái độ, có lẽ Tiểu Long sẽ gặp không ít phiền toái." Huyền Vũ có cảm tình vô cùng tốt với phụ thân của Tiểu Long. Hy vọng Tiểu Long không có chuyện gì. Nữ tử lo lắng, nhìn Long Yên nói, giúp ta thăm dò một chút, nếu như Tiểu Long ở trong huyền Vũ nhất tộc có chuyện thì ta, cũng chỉ có thể rời khỏi bách hoa, cốc mà thôi. Âm thanh vừa dứt, trong mắt nữ tử này hiện lên hàn ý, trong khí chất cao quý lại mang theo vẻ lạnh lùng. Kỳ thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, ngươi tên là gì? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nữ tử tóc đỏ kia khó có thể đấu khẩu được với tiểu long và lục tâm đồng tới cuối cùng chỉ có một mình lục tâm đồng đấu khẩu với nàng tiểu long đã lùi lại bên cạnh lục thiếu du hắn không muốn kẹt ở giữa hai nữ nhân lục thiếu du ném cho tiểu long một ánh mắt tán thưởng hai nữ nhân xinh đẹp cãi nhau tốt nhất nên nhượng bộ lui binh bằng không sẽ bị liên lụy lục tâm đồng lục tâm đồng nhìn nữ tử tóc đỏ nói thực lực của ngươi cũng không tệ còn có ngọn lửa kia nữa rất đặc biệt đây là thứ mà chỉ có chu tước hoàng tộc của ta có. Tuy rằng chúng, ta là linh thú, thế nhưng trời sinh có thể khống chế năng lượng hỏa. Tuy rằng có chút không giống với thuộc tính hỏa, thế nhưng so với thuộc tính hỏa còn lợi hại hơn. Nghe lục tâm đồng đang khoa trương tân bốc mình, sắc mặt nữ tử tóc đỏ kia cũng dễ chịu hơn nhiều. Nàng nói, kỳ thật độc công của ngươi cũng không tệ, thiếu chút nữa ta cũng không chịu đựng nổi. Nếu không phải trời sinh ta có thể khống chế năng lượng hỏa, thì cũng không thể làm gì được ngươi. Nhân loại bình thường đều sợ linh hoàng khí của ta, người có thể chống lại như ngươi quả thực rất hiếm thấy. Chương 2337, Thanh Long hoàng tộc, 1. Ngươi tên gì? Lục Tâm Đồng thấy đối phương tăng bốc mình, cũng vô cùng hưởng thụ, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ. "Quên nói, ta gọi là Thần Hi, ngươi là nhân loại đầu tiên ta thấy thuận mắt." Nữ tử tóc đỏ nói. "Các ngươi không cãi vãi nữa sao?" Tiểu Long nhìn thấy nhị nữ ngừng chiến, lập tức quay sang hỏi một câu. "Mắc mớ gì tới ngươi?" nhị nữ lập tức lườm tiểu long rồi nói lão đại các nàng trở mặt quá nhanh a à. tiểu long sững sờ có chút ủy khuất nhìn lão đại rồi nói lục thiếu du mỉm cười vỗ vai tiểu long nói nhớ cho kỹ về sau nữ nhân cãi nhau ngàn vạn lần đừng xem vào nói không chừng đệ sẽ trở thành cái đích ngắm đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp càng xinh đẹp thì càng không thể nói lý tiểu long cái hiểu cái không khẽ gật đầu cũng không biết có hiểu được hay không thiên sĩ tuyết sư vẫn giữ nguyên tốc độ lao đi phía trước chậm rãi xuất hiện từng dãy núi lớn thiên sĩ tuyết sư kéo gần khoảng cách từng dãy núi hiện lên trước mắt mọi người lúc này có một dòng sông chảy qua từng dãy núi trưởng môn phía trước chính là cửa vào của thanh long hoàng tộc âm thanh mang theo sự run rẩy của thiên độc yêu long vang lên ánh mắt nhìn về phía trước đến rồi sao lục thiếu run nhíu mày nhìn qua sân mạch phía dưới đây là một sân mạch to lớn bốn phía toàn bộ đều là những dãy núi giống như cự long uốn lượn tiểu long chúng ta tới nơi rồi huyền hạo nhìn xuống sân mạch trong ánh mắt bình tĩnh cũng có chút rung động lẩm bẩm nói bích hàm ta tới rồi ta đã mang tiểu long tới tìm nàng này tuyết sư các ngươi vào đây trước đi lục thiếu du nói trước đó ở trong huyền vũ hoàng tộc đám người thiên sĩ tuyết sư mặc lang đã bị chịu thiệt thực lực của bọn họ còn chưa thể tham dự chiến đấu cùng thú hoàng tộc để tránh cho bọn họ bị áp chế lục thiếu du thu bọn họ lại đến lúc đó cũng không phải quan tâm tới bọn họ gọi thiên trụ giới ra mọi người lăng không đứng thẳng, sau khi thiên sĩ tuyết sư thu hồi bản thể, lập tức cùng mặc lang, phi thiên ngô công đều tiến vào trong thiên trụ giới. Ba người này cũng biết bằng vào thực lực, của bọn họ không có cách nào giúp được cái gì, trước mặt thú hoàng tộc bọn họ chỉ có thể bị áp chế mà thôi. Ca ca, hiện tại muội đã có thực lực bảo vệ chính mình. Lục tâm đồng biết ca ca sợ rằng sẽ lại để cho nàng tiến vào thiên trụ giới cho nên, lập tức mở miệng nói. Được rồi. Sau khi do dự lục thiếu du cũng gật đầu, về phần thiên độc yêu long vốn chính là người của thanh long hoàng tộc có thực lực như bây giờ cũng có được một ít thủ đoạn chống lại nhìn thiên trụ giới của lục thiếu du mắt của nữ tử tóc đỏ không ngừng biến ảo dường như cũng cảm nhận được sự bất phàm thu hồi thiên trụ giới ánh mắt lục thiếu du nhìn qua lúc này bên người hắn chỉ còn có huyền hạo tiểu long lục tâm đồng thần hy cùng thiên độc yêu long và hắn phụ thân lão đại con sẽ mở ra cánh cửa không gian Tiểu Long quay đầu lại nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Huyền Hạo rồi nói: "Được, cẩn thận một chút." Huyền Hạo gật đầu nói. Tiểu Long gật đầu, thân ảnh màu vàng tiến về phía trước một bước, lăng không, đứng thẳng. Trên ngón tay, một giọt máu tươi tràn ra. Giọt máu tươi này lập tức ngưng tụ thành một đạo thủ ấn quỷ dị trong tay Tiểu Long. Lục Thiếu Du nhìn thấy thủ ấn trong tay Tiểu Long, âm thầm suy đoán trong lòng, sợ rằng đây chính là cánh cửa không gian trong tứ đại thú hoàng tộc phải cần người có huyết mạch trong bốn tộc mới có thể mở ra. Đi. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng tiểu long truyền ra. Thủ ấn có chút quỷ dị này trực tiếp bị tiểu long đẩy ra, xông về phía trước. Thủ ấn mang theo năng lượng quỷ dị, lập tức nổ tung trên không trung, cả không gian chấn động kịch liệt. Phanh. Trong không gian vang lên âm thanh trầm thấp, một tiếng quát nhẹ sau đó vang lên. Người phương nào dám làm càn ở bên ngoài thanh long hoàng tộc ta? Sư sư. Âm thanh vừa dứt, không gian khẽ run lên, một vết nứt trong không gian lặng lẽ xuất hiện. Ba đạo thân ảnh lập tức lơ lửng xuất hiện trên không trung. Ba người này nhìn sáu người trước mặt, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Hai nữ tử tuyệt mỹ, còn có một đại hán chừng 50 tuổi, một thiếu niên, một nam tử mặc áo bào màu xanh. Còn có trên người nam tử trung niên mặc hoàng bào kia, trong lúc vô hình tỏa ra khí thế vô cùng bất phàm. Đều có tu vi thất giai. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên ba người này một người là thất giai hậu kỳ hai thất giai trung kỳ trên người có linh hoàng khí lan tràn nếu như không phải hắn có kim đao màu vàng sợ rằng ít nhiều sẽ bị một chút ảnh hưởng các ngươi là người thanh long hoàng tộc thần hy cảm nhận khí thức của ba người đôi mắt xinh đẹp biến đổi cái miệng nhỏ nhắn chu lại nàng còn tưởng rằng tiểu long nói đùa với nàng ba người các ngươi tránh ra cho ta ta muốn đi vào mắt nhìn ba người của thanh long hoàng tộc tiểu long khẽ quát một tiếng làm càn không biết nơi này là nơi nào sao ta thấy ngươi ngứa ra rồi một người có tu vi thất giai trung kỳ của thanh long hoàng tộc còn chưa nói xong trước người hắn có quang mang lóe lên thân ảnh tiểu long trực tiếp xuất hiện một tiếng quát nhẹ vang lên ta thấy ngươi mới là ngứa ra phanh cùng một lúc hỏa diễm màu vàng xuất hiện một đạo quyền ấn của tiểu long trong nháy mắt nện xuống bụng của tộc nhân có tu vi thất giai trung kỳ của thanh long hoàng tộc phốc phốc Người có tu vi thất giai trung kỳ của Thanh Long hoàng tộc này trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể cơ hồ cùng lúc rơi xuống phía dưới, đập vào mặt đất. Muốn chết. Trong nháy mắt hai người của Thanh Long hoàng tộc này mới hồi phục tinh thần lại, người có tu vi thất giai hậu kỳ lập tức hét lớn một tiếng, "Lăn xuống đi." Người có tu vi thất giai hậu kỳ của Thanh Long hoàng tộc còn chưa dứt lời, nắm tay tiểu long đập xuống, quyền trái trực tiếp đập vào trên người của người kia. Phanh phanh. Hai âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên ánh mắt hai người kia trở nên kinh hãi đồng thời máu tươi trong miệng phun ra thân thể không có một chút lực chống chịu nào trực tiếp đập vào mặt đất quả thực là đồ long sao nhìn thấy tiểu long không chút do dự ra tay với tộc nhân thanh long hoàng tộc thần hy khiếp sợ những người này rốt cuộc có thân phận gì ngay cả tộc nhân của thanh long hoàng tộc cũng dám ra tay mắt nhìn cánh cửa không gian phía trước tiểu long nheo mắt nhìn một chút rồi quay đầu lại nói phụ thân lão đại chúng ta vào thôi đi thôi Huyền Hạo nhìn cửa vào, thu hồi ánh mắt, trường bào màu tím trên người tung bay, thân thể lăng không bước vào bên trong. Này, tâm đồng, rốt cuộc các ngươi là ai? Nhìn ba người của thanh long nhất tộc bị thương ở phía dưới, thần hy cũng nhanh chóng đuổi theo. Trong cánh cửa không gian, khi không gian chấn động, thân ảnh huyền hạo, lục thiếu du, tiểu long, mọi người đạp không xuất hiện. Chương 2338, thanh long hoàng tộc 2. Dưới không trung, một mảnh không gian bao la xuất hiện, dưới tầm mắt mọi người chính là một mảnh xanh ngắt, từng dãy núi xuất hiện ở phía xa, vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi tầng tầng lớp lớp, giống như rồng ngẩng đầu, sương mù lượn lờ chung quanh ngọn núi. Cây cối chung quanh sơn mạch xanh um, suối róc rách, cảnh tượng như vậy cũng khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngạc nhiên. Thanh Long hoàng tộc này quả nhiên có chút bất phàm. Trong tầm mắt hắn là những ngọn núi nhấp nhô, sơn phong cao ngất, cây cối xanh biếc, khiến cho người khác có cảm giác như tiên cảnh mà trong cảnh sắc tú lệ như vậy, có không ít kiến trúc chẳng chỉ. Nhìn qua cũng có thể thấy được có không ít kiến trúc to lớn. Người tới là người phương nào? Lại dám xông vào thanh long hoàng tộc ta. Trong không gian, hơn 20 đệ tử thanh long hoàng tộc lao tới, mắt nhìn sáu đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Sáu đạo thân ảnh này xuất hiện khiến cho bọn họ trong lúc vô hình cảm nhận được sự bất phàm. Cả đám đều kinh ngạc, không ngờ có người dám xông vào thanh long hoàng tộc. Người dẫn đầu quát lớn với sáu người, tiểu long đang muốn ra tay huyền hạo ngăn tiểu long lại bước lên phía trước nhìn đám người kia rồi nói huyền hạo mang theo nhi tử tới chơi âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung huyền hạo hắn là huyền hạo của huyền vũ nhất tộc là hắn hắn không phải là mắt nhìn huyền hạo hai mươi mấy người của thanh long hoàng tộc biến sắc huyền hạo to gan không ngờ lại xông đến thanh long hoàng tộc chỉ trong nháy mắt gợn sóng trong không gian không ngừng chớp động một đạo thân ảnh trực tiếp vượt qua gợn sóng trong không gian Người này có một thân hình cao ngất, trên đầu là mái tóc dài màu xanh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, không gian run lên, một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên hàng lâm. Tổng cộng có khoảng 50 đạo thân ảnh lăng không đi tới, dẫn đầu là thân ảnh cao ngất tóc xanh kia. Người này ước chừng 50 tuổi, khí tức bất phàm. Thật nhiều cường giả. Mắt nhìn từng đạo thân ảnh mang theo khí thế bất phàm đột nhiên xuất hiện, cả đám đều là bát giai, có lẽ đều là hộ pháp trưởng lão của Thanh Long hoàng tộc làm cho ánh mắt đám người lục thiếu du, thiên độc yêu long, lục tâm đồng, thần hy không khỏi biến hóa. Trong giò xét của lục thiếu du, thực lực của thanh long hoàng tộc tuyệt đối không dưới huyền vũ hoàng tộc. Dẫn đầu là lão giả tóc xanh, khí tức hẳn cũng không kém tam trưởng lão, nhị trưởng lão của huyền vũ hoàng tộc bao nhiêu, tuyệt đối là cường giả. Người phương nào tự tiện xông vào thanh long hoàng tộc. Lúc này, trong không trung lần nữa có mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời lướt tới. Mấy trăm đạo khí tức cường hãn lan tràn tới, đều là tộc nhân có tu vi thất giai của Thanh Long hoàng tộc. Giờ phút này trong không trung có một cỗ linh hoàng khí uy áp lan tràn. Huyền Hạo, Tiểu Long, Lục Thiếu Du cũng không bị ảnh hưởng. Dường như Lục Tâm Đồng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Ánh mắt thần hy chuyển động cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Chỉ có Thiên Độc Yêu Long là có sắc mặt khó coi, bị uy áp không ít. Tới cũng tới rồi, sông cũng sông vào rồi. Huyền Hạo ở đây, các ngươi muốn làm gì cũng được ánh mắt huyền hạo quét qua chúng cường giả thanh long nhất tộc trong không trung trường bào màu tím trên người tung bay một cỗ khí tức tràn ra khí thế tràn ngập cho dù một mình tiến lên cũng không kém hơn chút nào thậm chí còn chiếm thế thượng phong một chút cảm nhận khí thế của huyền hạo phần đông cường giả thanh long hoàng tộc chung quanh trong lúc vô hình cũng bị ảnh hưởng cỗ khí thế nặng nề không thể dung chuyển giống như bàn thạch cỗ khí thế kia tuyệt đối mạnh hơn bọn họ lạc đà gầy còn hơn ngựa béo a ánh mắt lục thiếu du biến ảo yêu đan của huyền hạo đã nát yêu nguyên mất sạch thế nhưng ảnh giới tu vi chuẩn đế vẫn còn tăng thêm thú hồn lực tuyệt đối là bất phàm ít nhất còn có thể dọa người khí tức thật mạnh không ngờ lại mạnh như vậy thần hy cảm nhận khí tức trên người huyền hạo lúc này không khỏi biến sắc khí tức này khiến cho nàng cũng cảm thấy bất an tránh ra cho ta ta tới tìm mẫu thân hôm nay kẻ nào dám ngăn cản ta ta sẽ không khách khí với hắn hoàng bào trên người tiểu long tung bay lăng không tiến lên đứng bên cạnh huyền hạo phụ tử hai người đứng song song với nhau khí thế bàng bạc càng tăng lên là tiểu long kia đây là tiểu long kia sao không ngờ đã lớn như vậy rồi là tiểu long có linh hoàng khí thiên cấp sao còn chưa trải qua truyền thừa a à, từ nhỏ đã có linh hoàng khí thiên cấp của thanh long hoàng tộc chúng ta nếu như trải qua truyền thừa sợ rằng sẽ rất cao đám người trưởng lão nhìn tiểu long lập tức xôn xao lần trước hộ pháp hình đường bẩm báo linh hoàng khí thiên cấp đối với bọn họ mà nói tuyệt đối rung động hiện tại trong tộc cũng chỉ có đại công chúa chỉ có linh hoàng khí thiên cấp đầu thuồng luồng tạp giao ngươi không ngờ vẫn dám trở lại còn không mau tới đây cho ta trong đám cường giả thanh long hoàng tộc cũng có người nhận ra thiên độc yêu long đây chính là người lần trước trà đạp mấy hộ pháp hình đường nhìn thấy thiên độc yêu long xuất hiện còn có lục thiếu du mấy hộ pháp kia lập tức giận dữ con trai của đại công chúa từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía lục thiếu du cùng thiên độc yêu long mấy hộ pháp kia đang thấp giọng nói gì đó với mấy trưởng lão chung quanh ta về thì sao nào cái dâu của thiên độc yêu long rung lên một khi đã trở về đây hắn cũng không có ý tứ e ngại lớn mật một đại hán tu vi bát dai sợ kỳ lần trước chịu thiệt phẫn nộ nói hiện tại đang ở trong địa bàn của bổn tộc đương nhiên hắn sẽ không e ngại muốn đòi lại mặt mũi lần trước thế nhưng hắn cũng không dám động thủ với tiểu long và lục thiếu du cho nên trực tiếp đánh về phía thiên độc yêu long sư khí thế đáng sợ trên người đại hán trung niên tu vi bát giai sơ kỳ của thanh long nhất tộc lan tràn ra một đạo quyền ấn phá không đánh về phía thiên độc yêu long hừ ngươi tưởng ta còn giống như năm đó sao thiên độc yêu long hét lớn một tiếng ánh mắt trầm xuống yêu nguyên hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra một đạo quyền ấn đánh tới khí thế cường hãn bộc phát khiến cho sắc mặt chúng cường giả thanh long hoàng tộc chung quanh biến hóa tu vi bát giai trung kỳ gần tới đỉnh phong thực lực bực này tuyệt đối không kém. Phanh, âm thanh trầm thấp lập tức vang vọng, tuy nói thiên độc yêu long ở dưới linh hoàng khí bị ảnh hưởng không ít, thế nhưng linh hoàng khí, trên người đại hán trung niên có tu vi bát giai sơ kỳ kia còn chưa mạnh mẽ, tới mức như tiểu long, mặt khác trên phương diện tu vi thì thiên độc yêu long cũng cường hãn hơn không ít, cho nên cũng có thể chống lại. Khục khục, dưới âm thanh bạo liệt này, đại hán trung niên lập tức bị một trưởng của thiên độc yêu long đánh lùi lại. Chúng cường giả thanh long hoàng tộc biến hóa. mươi 2339, uy hiếp ta sao? Một đầu thùng luồng tạp giao cũng dám làm càn như vậy sao? Một người có tu vi bát giai trung kỳ sắc mặt trầm xuống, thân ảnh không nhịn được mà bắn ra. Một đạo linh nguyên cực lớn bắn khỏi tay. Cả không gian run lên, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt hung hăng đánh về phía thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long giận, rõ ràng tiểu long vẫn còn ở phía trước, thế nhưng những người này lại không động tới tiểu long trước, mà lại động thủ với hắn, rõ ràng bởi vì thấy hắn dễ bắt nạt. Còn mẹ nó, ta dễ bắt nạt như vậy sao? thiên độc yêu long quát nhẹ một tiếng, yêu nguyên bảng bạc lần nữa tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không đánh văng gợn sóng trong không gian, thân thể hóa thành một bóng đen từ trên đánh xuống. Một đạo trưởng ấn khổng lồ lập tức được ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía trước. Phanh! Trưởng ấn va chạm với linh nguyên, không gian theo đó cũng run lên, lực lượng cường hãn giống như cơn sóng khiến cho không gian lắc lư chấn động. Từng đạo gợn sóng khuếch tán, cả không trung đung đưa. Khục khục! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Thiên Độc Yêu Long cùng với người có tu vi bát giai trung kỳ của Thanh Long Hoàng tộc đồng thời bị đẩy lùi, dường như hai người này tám lạng nửa cân. Lục Thiếu Du nhìn thấy trong mắt luận tu vi, Thiên Độc Yêu Long mạnh hơn một chút, thế nhưng dường như bởi vì sự ảnh hưởng của linh hoàng khí, cho nên thực lực của Thiên Độc Yêu Long đã bị ảnh hưởng không ít. Một đầu thùng luồng tạp dao cũng dám hoàn thủ, phản rồi. Hai người liên tục ra tay cũng không làm gì được Thiên Độc Yêu Long, chuyện này khiến cho sắc mặt không ít người trong Thanh Long Hoàng tộc có chút khó coi. Âm thanh vừa dứt, lại là hai cường giả tu vi bát giai trung kỳ mang theo một cỗ long uy, trực tiếp phóng về phía Thiên Độc Yêu Long. Sắc mặt Thiên Độc Yêu Long trầm xuống, huy động hai tay, yêu nguyên tuôn ra, một cỗ năng lượng bàng bạc khoách tán, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh, đánh văng gợn sóng trong không gian. Uy thế kinh người trong sát na lan tràn ra chung quanh, hai đạo quyền ấn theo đó trực tiếp đánh ra. Phanh phanh, hai đạo âm thanh như sấm rền vang vọng trên không trung, thân thể thiên độc yêu long bị đẩy lui, kinh khí khoách tán, không gian dạn nứt. Thực lực của một mình hắn cũng không cách nào chống lại hai người này vây công. Hừ, hai cường giả thanh long hoàng tộc có tu vi bát giai, trung kỳ một chiêu đẩy lùi thiên độc yêu long, đắc thế không buông tha người, lần nữa vung quyền lên. Thân thể bắn về phía trước, lần nữa đánh về phái thiên độc yêu long. Cùng lúc, người có tu vi bát giai sơ kỳ bị thiên độc yêu long, đẩy lùi từ đầu cũng đánh tới. Bốn người vây công thiên độc yêu long vào bên trong, ầm ầm công kích của bốn người cơ hồ cùng lúc đánh ra uy thế kinh người trong sát nà khuếch tán lấy nhiều bắt nạt ít là truyền thống của thanh long hoàng tộc sao coi như ta đã tận mắt chứng kiến lúc này một tiếng quát vang lên một thân ảnh màu xanh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước người thiên độc yêu long trực tiếp đối mặt với hai người có tu vi bát giai trung kỳ con rắn lớn ta tới giúp ngươi độc long ca ca coi chừng cùng một lúc tiểu long và lục tâm đồng cùng vọt tới trong mắt lục thiếu du hiện lên hàn Ý nhàn nhạt, mắt nhìn hai người kia đánh tới, cánh tay vung lên, quanh thân lập tức tràn ngập năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm. Ngay khi hai đạo quyền ấn sắp đánh tới, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, quang mang chói mắt trong tay đánh ra, hai tay vung lên, lăng không hóa trưởng thành quyền, hai quyền trực tiếp ầm ầm va chạm với nắm tay của hai đại hán trung niên Thanh Long hoàng tộc. "Lùi trở về cho ta." Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng, khi nắm tay sắp va chạm, trường bào trên người tung bay, trên nắm tay có một cỗ quang mang nhàn nhạt, nhạt dán vào trên quyền của hai đại hán trung niên bát giai trung kỳ của thanh long hoàng tộc một đám quang mang ngập trời đột nhiên bắn ra ngao ngao hai âm thanh rồng ngâm vang lên trong không trung khiến cho không trung rung động hai quyền ấn của hai đại hán trung niên kia trực tiếp bị dạn nứt một đầu hư ảnh hoàng kim cự long mang theo quang mang rít gào xuất hiện hư ảnh hoàng kim cự long lập tức đánh vào người hai đại hán trung niên của thanh long hoàng tộc kia phanh phanh hai người hoàn toàn không có lực phản kháng không gian quanh thân lập tức bị nghiền nát thân thể hai đại hán có tu vi bát dai trung kỳ kia lập tức bị đánh bay sắc mặt hai người tái nhợt khí tức hỗn loạn miệng phun ra máu tươi hiển nhiên một kích này của lục thiếu du đã tạo thành một ít thương tổn cho bọn họ mà lục thiếu du lăng không đứng đó toàn thân chỉ khẽ lay động một chút thực lực thật mạnh dưới một kích này cường giả trong thanh long hoàng tộc cũng kinh ngạc nhân loại này dường như chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng thế nhưng thực lực lại không giống như lẽ thường. Cùng một lúc, thân ảnh xinh đẹp của lục tâm đồng lóe lên, thủ ấn được kết, quanh thân xuất hiện khói độc ngập trời. Quang mang màu đen nồng đậm trực tiếp ngưng tụ thành một đầu độc mãng cực lớn, độc mãng hung hăng đánh, về phía đạo linh nguyên của người có tu vi bát dai sơ kỳ kia. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang lên. Linh nguyên của người có tu vi bát dai sơ kỳ lập tức va chạm với độc mãng của lục tâm đồng. Khói độc ngập trời vung vãi, lực lượng mạnh mẽ chút xuống, thân thể người này trực tiếp bị đẩy lùi hừ thành thật một chút cho ta cùng lúc đó tiếng quát lạnh lẽo của tiểu long vang lên không để ý tới công kích của người có tu vi bát giai trung kỳ kia thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh lập tức tránh thoát khỏi công kích tiếp đó thân ảnh tiểu long xuất hiện trước mặt người có tu vi bát giai trung kỳ một đạo trào ấn mang theo hỏa diễm màu vàng lập tức vây khốn người có tu vi bát giai trung kỳ kia trực tiếp vây khốn hắn trong không gian vạn vẹo bốn người này vốn chỉ định đối phó với thiên độc yêu long, nhưng không ngờ lại bị đẩy lui ba người, một người bị bắt, thiên độc yêu long cũng không bắt được. Những người này là ai? Không ngờ lại có người ngoài xông vào trong tộc. Bên trong không chung cùng, với sân mạch có không ít tộc nhân thanh long hoàng tộc có tu vi thấp tụ tập lại, vô số thân ảnh rậm rạp ngẩng đầu nhìn chăm chú vào từng đạo thân ảnh trên không chung. Lục thiếu du đẩy lùi hai người, ánh mắt đảo qua không chung. Lúc này chung quanh tụ tập không ít linh thú long tộc, còn có yêu thú long tộc, liếc nhìn qua dường như có không ít giao long thế nhưng hắn cũng nhìn ra được địa vị của thanh long là cao nhất mắt nhìn biến hóa trên không trung sắc mặt chúng cường giả thanh long nhất tộc biến ảo bất định mấy người này xông vào thanh long hoàng tộc đẩy lùi thế công của mấy cường giả trong tộc mặt mũi của bọn họ đã bị mất hết huyền hạo ngươi muốn làm gì đại hán tóc xanh nhìn về phía huyền hạo nói dường như hắn coi huyền hạo là đầu lĩnh nhị trưởng lão ta chỉ muốn gặp bích hàm mà thôi trường bào trên người huyền hạo tung bay, mắt nhìn lão giả tóc xanh rồi nói. Trường 2340, tộc trưởng Long Ngộ một Huyền hạo, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngươi có biết đây là nơi nào không? Ánh mắt lão giả tóc xanh trầm xuống. Huyền hạo không chút né tránh nói, biết rõ cho nên ta mới tới. Ngươi cho rằng mình có thể làm càn ở trong thanh long hoàng tộc ta sao? Sắc mặt lão giả tóc xanh có chút khó coi nói. Lão gia hỏa, đừng mang thanh long hoàng tộc ra uy hiếp ta, ta hỏi ngươi mẫu thân ta ở đâu tiểu long vẫn nộ nói lực đạo trong lúc vô hình lại đè nặng lên trên người có tu vi bát giai trung kỳ kia không gian vặn vẹo kịch liệt khuôn mặt người có tu vi bát giai trung kỳ kia lập tức đỏ lên thả người trong tay ngươi ra nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi bên người lão giả tóc xanh một lão giả có tu vi bát giai hậu kỳ lạnh lùng nói hắn đã sớm tức giận từ trước uy hiếp ta sao ánh mắt tiểu long trầm xuống khoái miệng nở nụ cười lạnh trực tiếp bóp tay không gian vạn vẹo kia lập tức cuồng bạo xoắn lên ngao người có tu vi bát giai trung kỳ này rốt cuộc không có cách nào chống lại ánh mắt hoảng loạn bị ép hóa thành bản thể thanh long bản thể của hắn cực lớn ước chừng hơn ngàn mét toàn thân được lân phiến màu xanh bao phủ quang mang dạng dỡ dưới bụng là ngũ trảo tràn ra uy áp khí tức ngập trời tuôn ra đem theo một cỗ long uy biến thành long thì làm sao linh hoàng khí huyền cấp mà thôi tiểu long bĩu môi thân thể nhảy ra, quanh thân có một cỗ linh hoàng khí lan tràn, tập trung vào trên người có tu vi bát giai trung kỳ kia. Lập tức người có tu vi bát giai trung kỳ này không thể nhúc nhích được một chút nào. Người có tu vi bát giai trung kỳ này bản thể cuồn cuộn, long uy bàng bạc khoách tán. Nhưng mà dưới cỗ khí tức của tiểu long người này không có cách nào nhúc nhích, linh hồn cùng với máu tươi bắt đầu sôi trào. Thân thể tiểu long lập tức lăng không đạp xuống, hoàng bào trên người tung bay, hai chân trực tiếp đứng trên đầu rồng. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Long đứng lên trên đầu bản thể người có tu vi bát giai trung kỳ, kim quang quỷ dị quanh thân bắt đầu bao phủ, khí tức lan tràn ra chung quanh khiến cho lòng người rung động. Mau thả hộ pháp Long dĩ ra. Chúng cường giả biến sắc, chân đạp Thanh Long, đây chính là hành động tuyệt đối bất kính cùng và vũ nhục với Thanh Long hoàng tộc. Vô số tiếng quát cổ của của cường giả Thanh Long hoàng tộc vang lên, khí tức bắt đầu tràn ra. Hóa ra hắn lại mạnh như vậy. Thần Hi vẫn đứng bên người Huyền Hạo, lúc này ngẩng đầu nhìn qua Tiểu Long, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự sợ hãi cùng thán phục cho tới bây giờ nàng mới biết được thực lực của tiểu long còn mạnh hơn nàng nhiều ta không thả thì sao nếu như làm ta tức giận ta sẽ rút gân lột ra hắn hủy đi long cốt của hắn các ngươi làm gì được ta nào chân tiểu long vẫn đạp thanh long quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng một cỗ khí chất hoàng giả lan tràn ra chung quanh phản rồi người đâu bắt đầu nghiệt xúc này cho ta sắc mặt lão giả tóc xanh khẽ đổi tiếng quát vang lên lập tức có từng đạo thân ảnh trực tiếp nhảy ra một cỗ long uy cường hãn lan tràn từng đạo khí tức khủng bố bộc phát cả không gian giống như đột nhiên cứng lại hừ ai dám đi lên ánh mắt tiểu long lạnh lẽo nhìn về phía trước lạnh nhạt nói chỉ bằng vào các ngươi mà muốn đối phó ta thì còn chưa đủ tư cách ngao âm thanh vừa dứt tiểu long há mồm gầm lên một tiếng tiếng gầm xuyên thấu không gian linh hoàng khí lan tràn mang theo một cỗ uy áp cực lớn khuếch tán linh hoàng khí tràn ngập, tiểu long rít gào, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền ra mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ khoách tán khiến cho không gian rung động kịch liệt. Ngao ngao, chỉ trong nháy mắt, bên dưới không trung, dưới uy áp của linh hoàng khí thiên cấp, những yêu thú long tộc cấp thấp và thanh long lập tức bị uy áp phải hóa thành bản thể. Từng đầu thanh long thất giai cũng bị uy áp áp chế. Đồng thời ánh mắt Huyền Hạo và Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn về không trung. Linh hoàng khí thiên cấp của tiểu long lan tràn, trên không trung lập tức có mấy đạo khí tức mịt mờ xuất hiện đây là linh hoàng khí thiên cấp đây là linh hoàng khí thiên cấp linh hoàng khí thiên cấp của thanh long nhất tộc ta cơ hồ tất cả các cường giả thanh long nhất tộc biến sắc bốn mắt nhìn nhau lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tiểu long linh hoàng khí thiên cấp đương nhiên bọn họ hiểu điều này đại biểu cho cái gì trong toàn tộc người có linh hoàng khí thiên cấp cũng chỉ có một mình đại công chúa mà thôi chỉ tiếc đại công chúa hiện tại đang ở bách hoa cốc đã thể không bước ra khỏi bách hóa cốc nửa bước. Ngao, một cường giả tu vi bát giai lúc này cũng bị ép hóa thành bản thể phủ phục giữa không trung, từng tiếng rồng ngâm đan vào nhau quanh quẩn trên không trung giống như sấm sét. Cả không gian, vô số tộc nhân thanh long hoàng tộc hiện ra bản thể, phủ phục run rẩy. Đáng chết! Nhìn thấy phần đông cường giả trong tộc bị ép hóa thành bản thể, thân ảnh lão già áo xanh lập tức lao thẳng về phía tiểu long. Nhị trưởng lão, lấy lớn hiếp nhỏ là không tốt. Huyền Hạo bước ra một bước, thân ảnh lập tức xuất hiện trước người nhị trưởng lão, trường bào màu tím tung bay, tràn ngập một cỗ khí thế bá đạo. Huyền Hạo, đây chính là Thanh Long Hoàng tộc. Sắc mặt nhị trưởng lão trầm xuống, khí tức tràn ra. Không gian sau lưng Phong Vân biến sắc, nhưng mà sau khi cảm nhận được khí tức của Huyền Hạo, khiến cho trong lòng hắn có chút run sợ. Ta chỉ tới tìm người mà thôi, hôm nay bất kể như thế nào ta cũng phải gặp được nàng mới thôi. Nếu không cho ta gặp, ta đành phải đắc tội vậy. Huyền Hạo nói, âm thanh quanh quẩn, khí thế kinh người. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi coi đây là nơi nào? Một đạo âm thanh trầm thấp nhàn nhạt từ xa truyền đến. Ba đạo lưu quang xẹt qua, khi âm thanh vừa dứt lập tức có hai đạo thân ảnh đáp xuống. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhanh chóng nhìn vào ba người này. Trong ba người này thì có một lão giả, hai thanh niên. Hai người thanh niên này thoạt nhìn chừng 20 năm, 26 tuổi, khí chất bất phàm. Trên người đều mang theo một cỗ ngạo khí, khí tức tràn ra đều đạt tới bát giai trung kỳ đỉnh phong, quả thực cũng có tiền vồn để kiêu ngạo. Mà lão giả kia lại khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi dò xét thêm vài lần, lão giả kia lăng không đứng thẳng, ánh mắt cực kỳ bức người, tuổi chừng 70, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, khuôn mặt không giận mà uy. Điều khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc, chính là không ngờ trên người lão giả này không có bất kỳ một chú khí tức chấn động nào, càng chứng minh thực lực của người này tuyệt đối không kém. Ba người đáp xuống, lão giả kia nhìn không chung. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long, sắc mặt không biến đổi, lạnh nhạt nói một câu, tuổi còn nhỏ mà đã làm càn như vậy, ngươi cho rằng không có ai quản được ngươi sao? Chương 2341, Tộc trưởng Long Ngộ, 2. Âm thanh vừa dứt, trường bào trên người lão giả vung lên, một cỗ chấn động vô hình trong không gian dùng xu thế, như sấm sét bắn về phía Tiểu Long. Tộc trưởng Long Ngộ lưu tình. Thân ảnh huyền hạo lập tức bắn về phía trước ngăn cản, trước người có một cỗ chấn động vô hình lướt tới trực tiếp đem gợn sóng trong không gian ngăn cản lại trước mặt ồ oh, mắt nhìn huyền hạo sắc mặt lão giả này có chút hồ nghi lại trầm xuống nói còn dám làm càn trước mặt ta sao lão giả nhẹ nhàng quát cánh tay khẽ vung lên cũng không thấy có động tác gì mà gợn sóng vô hình trong không gian lập tức tăng lên sau đó va chạm với gợn sóng trong không gian trước mặt huyền hạo phanh hai cỗ chấn động trong không gian va chạm vào với nhau kình phong đáng sợ lập tức bộc phát trong không trung, gợn sóng bị chấn nát, mang theo chấn động cực lớn khoét tán. Phốc, thân thể Huyền Hạo lập tức bị đẩy lui, miệng phun ra máu tươi. Huyền Hạo, không ngờ ngươi lại tự bạo yêu đan, giờ phút này, lão giả kia cũng biến sắc nói. Phụ thân, Tiểu Long nhìn thấy phụ thân bị thương, sốt ruột hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt linh nguyên tuôn ra, bàn chân đạp mạnh, đầu thanh long khổng lồ dưới chân Tiểu Long, bị đạp rơi xuống đất khiến cho mặt đất run rẩy rốn như sơn bằng địa liệt ngay lúc đó một cỗ hỏa diễm màu vàng từ trong tay tiểu long tràn ra không gian lập tức bị nhuộm vàng một đạo trảo ấn đột ngột được đánh ra tiếp đó tiểu long trực tiếp đánh về phía lão giả kia trảo ấn màu vàng bao phủ thân ảnh lão giả tiểu nghiệt xúc lão giả nhíu mày cánh tay vung lên một đạo chấn động vô hình bắt đầu lan tràn lão giả kia ta đã nhịn ngươi từ lâu rồi nếu như hôm nay ngươi dám động tới ngoại tôn của ta đừng trách ta trở mặt với ngươi tiểu long mau dừng tay không thể vô lễ lúc này trên không trung có một âm thanh vang lên hai đạo thân ảnh đột nhiên phá không lao ra một đạo thân ảnh giả nua xuất hiện gợn sóng vô hình nhanh chóng va chạm vào phía trên gợn sóng không gian của lão giả kia hai cỗ gợn sóng trong không gian va chạm thế nhưng lại không có âm thanh nào vang lên chỉ có thể thấy không gian chung quanh run rẩy kịch liệt hai cỗ năng lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa cùng lúc chảo ấn màu vàng của tiểu long bị một bức bình chướng bằng năng lượng ngăn cản ở phía trước hỏa diễm màu vàng trên trảo ấn của tiểu long chỉ xé rách bích trướng tạo ra năm vết rách nhỏ không có cách nào hoàn toàn xé rách được nó lúc này lục thiếu du cũng đi tới bên người huyền hạo khi hắn muốn nâng huyền hạo lên huyền hạo lập tức nói với lục thiếu du ta không sao cùng lúc đó ánh mắt lục thiếu du cũng nhìn về phía hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện người vừa tới chính là một lão phụ nhân ước chừng sáu chục tuổi trên người mặc bộ bộ y phục màu tím bộ dáng hiền lành hòa ái mái tóc bạc trắng nhìn qua có chút già nua trên trán còn có nếp nhăn thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy giống như ngôi sao quanh thân có linh nguyên tràn ra mang theo năng lượng thiên địa khí thế lúc này vô mạnh mẽ ngay cả nhị trưởng lão kia cũng khó có thể so sánh được với người này mà khi lục thiếu du nhìn nữ tử đang ngăn cản tiểu long ánh mắt không khỏi biến đổi nữ tử này chính là long yên mà hắn từng hai lần gặp mặt trên người mặc y phục trắng như tuyết tuyệt mỹ không kém gì lục vô song độc cô cảnh văn và bạch linh dung nhan tuyệt mỹ cùng với khí chất cao quý, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu Long, mau dừng tay. Trong mắt Long Yên hiện lên sự kinh ngạc và ngạc nhiên. Dường như nàng không ngờ Tiểu Long lại đến thanh Long hoàng tộc. Sư, nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ đã từng gặp mặt một lần, đồng thời cũng cảm giác được nữ tử này dường như không có ác ý với mình. Trong lúc vô hình Tiểu Long cảm thấy vô cùng thân thiết với nữ tử này cho nên, Tiểu Long lập tức thu lại chào ấn. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến đại trưởng lão, nhị công chúa mấy đạo thân ảnh này xuất hiện, linh hoàng khí thiên cấp của tiểu long được thu lại, những cường giả thanh long hoàng tộc bị ép hóa thành bản thể lần, nữa khôi phục hình dáng nhân loại. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía tiểu long lúc này tràn ngập sự kiêng kỵ. Làm sao ngươi lại tới đây? Lão giả nhìn thấy lão phụ nhân này, ánh mắt lập tức biến đổi. Ngươi lúc nào cũng muốn ra tay với ngoại tôn của ta. Nếu như ta không tới, có phải ngươi sẽ giết nó đúng không? Ta thấy lão gia hỏa nhà ngươi lòng dạ độc ác, không những ép nữ nhi vào bách hoa cốc, ngay cả thân ngoại tôn của mình cũng muốn động thủ. Ngươi có còn chút lương tâm nào không? Lão phụ nhân trực tiếp nhìn lão giả kia, cả giận nói. Vô số trưởng lão chung quanh thấy vậy cũng chỉ có thể cúi đầu không nói. Trên đại lục này, người có thể nói với tộc trưởng như vậy sợ rằng cũng chỉ có vị đại trưởng lão này. Ngươi không thấy tiểu súc sinh này xuất thủ với ta trước sao? Ngươi còn bênh nó? Lão giả kia dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lão phụ nhân rồi nói, dù sao ta thấy ngươi đang ra tay với nó nó ra tay với ngươi, chẳng lẽ nó có thể giết được ngươi hay sao? Lão phụ nhân không buông tha người lớn tiếng nói, chỉ thiếu mức chỉ thẳng tay vào mặt lão giả kia mà mắng. Lão phụ nhân này hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía tiểu long đang đứng trước người long yên. Khuôn mặt lập tức trở nên hiền hòa, thân thể run rẩy, bước chân xài bước trên không trung, lập tức đi tới bên cạnh long yên. Tiểu long, có biết ta là ai không? Lão phụ nhân nhìn tiểu long, nhìn tiểu long, đánh giá. Lại quay đầu nói với Long Yên, con xem tiểu gia hỏa này mà xem giống mẫu thân nó như đúc tiểu long nhìn lão phụ nhân này từ lời nói vừa rồi kỳ thật trong lòng hắn cũng đã đoán ra được thân phận của lão phụ nhân này tiểu long đây là bà ngoại của con mau gọi bà ngoại đi long yên nhìn tiểu long khẽ mỉm cười nói mắt nhìn lão phụ nhân này ánh mắt tiểu long run lên thế nhưng lại không có lên tiếng trong lòng của hắn bất luận là thanh long hoàng tộc hay là huyền vũ hoàng tộc nó đều không có cảm tình gì không gian hơi sáng lên huyền hạo đi tới bên cạnh tiểu long mắt nhìn lão phu nhân rồi hành lễ huyền hạo bái kiến đại trưởng lão bước vào cảnh giới chuẩn đế tự bạo yêu đan ngươi là người thứ nhất dám làm như vậy ai lão phu nhân ngừng đầu liếc nhìn huyền hạo ánh mắt tiếp tục nhìn về phía tiểu long tiểu long mau gọi bà ngoại đi đây là mẫu thân của mẫu thân con cũng là bà ngoại của con còn kia là long yên a di của con huyền hạo cúi đầu nói với tiểu long bà ngoại long yên a di Tiểu Long do dự một chút rồi mở miệng nói. Đứa bé ngoan, để cho bà ngoại nhìn xem nào. Những năm này để để con chịu ủy khuất rồi. Ánh mắt lão phu nhân tràn ngập sự kích động, thân ảnh lóe lên, lập tức hiện lên bên cạnh Tiểu Long. Ánh mắt hiền lành nhìn chăm chú vào Tiểu Long, trong mắt có sự kinh hỉ cùng đau lòng. Trong ánh mắt thâm thúy xuất hiện nước mắt, khẽ nói, năm đó bà ngoại của con đang bế quan, cho nên rất nhiều chuyện bà ngoại con cũng không biết. Con có trách bà ngoại hay không? mươi 2342, trận chiến quyết định. Tiểu Long lắc đầu, đối mặt với ánh mắt hiền từ như vậy, trong lòng nó không khỏi cảm thấy ấm áp, ít nhất bà ngoại vẫn còn quan tâm tới nó. Hóa ra tên này là người của Thanh Long hoàng tộc a, ánh mắt thần hi biến ảo không ngừng, từ nãy tới giờ nàng chỉ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, mà cũng không có ai chú ý tới nàng. "Bà ngoại, con muốn gặp mẫu thân, mẫu thân con đang ở đâu?" Tiểu Long ngẩng đầu hỏi. "Được, bà ngoại mang con đi gặp mẫu thân." Lão phu nhân nói nhỏ, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng của Tiểu Long năm đó nếu không phải nàng đang bế quan thì mọi chuyện cũng sẽ không như ngày hôm nay người can thiệp đủ chưa thân là đại trưởng lão hộ tộc cũng biết rõ tộc quy không thể để cho tiểu nghiệt xúc này ở lại trong tộc long ngộ kia nhìn lão phu nhân rồi nói tộc quy thì thế nào tộc quy cũng do chúng ta định ra lão phu nhân chừng mắt nhìn long ngộ ngày hôm nay nàng nhất định phải bảo hộ ngoại tôn của mình đại trưởng lão tộc quy là do tiền bối định ra không thể sửa đổi cơ mặt nhị trưởng lão có mái tóc dài màu xanh co rúm lại, nói với lão phu nhân. Nhị trưởng lão, tộc quy nói thế nào vậy? Lão phu nhân nhìn nhị trưởng lão, một cỗ uy thế vô hình tràn ra, không giận mà uy. Trong lòng nhị trưởng lão khẽ run lên, nói, đại trưởng lão, điều thứ 18 trong tộc quy có nói, đệ tử dòng chính trong tộc ta không thể kết hợp cùng với tộc nhân chi thứ. Nếu như kết hợp sẽ bị trọng phạt. Kết hợp với người ngoại tộc thì trực tiếp bị chu sát. Nhị trưởng lão, tại sao lại có quy định như vậy? lão phu nhân không nhanh không chậm, lạnh nhạt hỏi nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão ngẩng đầu trả lời, vì huyết mạch chính thống của thanh long hoàng tộc chúng ta. Đây là căn bản của thanh long hoàng tộc, không thể dao động. Nói láo, lão phu nhân trầm giọng, nhìn chung quanh nói, huyết mạch trong tộc đương nhiên quan trọng, thế nhưng các ngươi, dòng chính thanh long hoàng tộc lại có ai có linh hoàng khí thiên cấp. Tiểu long tuy rằng không chính thống, thế nhưng lại có linh hoàng khí thiên cấp. Tự bản thân các ngươi nên suy nghĩ kỹ, tộc quy do tiền bối lưu lại đương nhiên cần tuân thủ thế nhưng cũng cần có lúc bỏ qua hôm nay tiểu long đã ở chỗ này ta cũng nên nói một câu tộc quy này cũng nên cải biến một chút ta tin rằng tổ tiên cũng sẽ đồng ý hôm nay ai muốn động vào ngoại tôn của ta vậy thì cứ đứng ra qua cửa của ta rồi nói sau lão phu nhân nói xong đám người bên ngoài lập tức yên tĩnh không ít trưởng lão cúi đầu nghị luận đại trưởng lão nói đúng có một ít tộc quy phải sửa chữa một chút ta tin rằng tổ tiên cũng sẽ không của trách. Một lão giả áo lam tuổi chừng 60 tiến lên một bước, khí tức quanh thân như có như không, đủ chứng minh tu vi người này tuyệt đối cường hãn vô cùng. Ta cũng không có ý kiến. Tiểu Long chính là huyết mạch của đại công chúa, hôm nay trở về ta cũng cảm thấy nó có thể nhận tổ quy tông. Về sau chính là đệ tử của Thanh Long hoàng tộc ta. Một lão giả áo trắng cũng tiến lên phụ hòa. Nhận tổ quy tông. Như vậy sao được? Trên người hắn còn có huyết mạch của huyền vũ nhất tộc vì cái gì mà không được linh hoàng khí thiên cấp không phải người của thanh long hoàng tộc ta chẳng lẽ lại là người của huyền vũ nhất tộc sao lập tức không ít trưởng lão chia thành hai phái cãi vã người ủng hộ đại trưởng lão chiếm đa số cũng có không ít người không nói gì mà người phản đối cũng kịch liệt lời của đại trưởng lão tuy rằng đúng thế nhưng có linh hoàng khí thiên cấp không có nghĩa là có thực lực tuyệt đối nhị trưởng lão nhìn chúng trưởng lão sau lưng lập tức nói với đại trưởng lão nhị trưởng lão vậy ý của ngươi là sao lão phụ nhân kia nói đại trưởng lão nếu như tiểu long này có thể đánh bại long ngao long linh bất luận một người nào trong hai người bọn họ ta sẽ không nói thêm gì nữa nhị trưởng lão có mái tóc xanh do dự một chút rồi nói với lão phu nhân kia hừ tiểu long mới bao nhiêu tuổi không phải ngươi định làm khó nó đấy chứ mẫu thân hỏi ý tứ tiểu long trước đã ánh mắt long yên lóe lên nói với lão phu nhân thực lực của tiểu long nàng biết rõ hơn một chút tiểu long ý tứ của con ra sao long ngao cùng long linh đều là đệ tử mạnh nhất trong tộc gần đây lại được ngoại công tâm ngoan thủ lạt của con chỉ đạo thực lực không tệ con có nắm chắc hay không lão phụ nhân do dự một chút rồi nhìn hai thanh niên bất phàm bên cạnh long ngộ rồi hỏi tiểu long trong lời nói cũng có ý tứ nhắc nhở tiểu long về tu vi thực lực của hai người long ngao kia bà ngoại có phải chỉ cần con chiến thắng thì sẽ được gặp mẫu thân con hay không tiểu long nhìn lão phụ nhân rồi hỏi đương nhiên là có thể nếu như con chiến thắng bất luận một kẻ nào trong đám người kia còn dám mang tộc quy ra nói với ta, ta sẽ không để yên cho kẻ đó. Lão phu nhân nói, ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão cùng với hơn chục trưởng lão, hộ pháp vừa rồi phản đối. Không thành vấn đề, con đồng ý, Tiểu Long nhìn hai thanh niên kia, ánh mắt biến ảo rồi gật đầu nói. Nghe thấy Tiểu Long nói vậy, trong mắt hai thanh niên bất phàm bên cạnh Long ngộ hiện lên tinh quang, mang theo một tia ngạo khí nhìn về phía Tiểu Long, cũng không đặt Tiểu Long vào trong mắt thế nhưng hai người này cũng biết tiểu long có chút bất phàm có linh hoàng khí thiên cấp của bổn tộc vừa rồi ngay cả hộ pháp long dĩ cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này nhưng mà hộ pháp long dĩ cũng nhưng mà bát giai trung kỳ mà thôi nếu như bọn họ ra tay cũng có thể đơn giản trà đạp hộ pháp long dĩ hai người cũng không tin thanh long chính thống như mình không thể đánh lại đầu tạp long này long ngao long linh các ngươi chuẩn bị một chút đi sau đó đi lên đọ sức cùng tiểu nghiệt xúc kia một chút Tộc trưởng Long Ngộ nói, ánh mắt lúc này cũng không có bao nhiêu chấn động. Tiểu Long, trong hai người Long Ngạo, con tự mình chọn lấy một người đi. Long Yên nói với Tiểu Long, là hai người này sao? Tiểu Long nhìn về phía Long Ngao và Long Linh, lại xài bước tiến lên, lăng không đứng thẳng, ánh mắt quét qua hai người. Tâm đồng, hai gia hỏa kia dường như rất lợi hại. Tiểu Long có thể chiến thắng được bọn họ hay không? Chẳng biết từ khi nào thần hy đã tới bên cạnh lục tâm đồng, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Tiểu Long, không biết tại sao trong lòng nàng cực kỳ lo lắng yên tâm đi mặt hàng như vậy cho dù là 10 người, người cũng không nhất định là đối thủ của tiểu long lục tâm đồng chu cái miệng hồng thực lực của tiểu long đương nhiên nàng biết rõ thời điểm đối phó với trưởng lão bát giai hậu kỳ trong huyền vũ hoàng tộc có thể trà đạp giống như dạo chơi long ngao cùng long linh phía trước nhưng mà bát giai trung kỳ đỉnh cho nên lục tâm đồng không đặt vào trong lòng tên tiểu long này lợi hại như vậy sao thần hy nheo mắt không khỏi chăm chú nhìn về phía tiểu long chương 2343, đối chiến nhị long một. Lục thiếu du cười nhạt một tiếng, thực lực của tiểu long, có thể đối phó được với trưởng lão bát giai hậu kỳ trong huyền vũ hoàng tộc là, bởi vì tiếp nhận truyền thừa trong huyền vũ điện. Yêu hoàng khí tấn chức lên cho nên mới có thể áp chế huyền vũ hoàng tộc. Ảnh hưởng đối với người khác đương nhiên không có lớn như huyền vũ hoàng tộc. Thế nhưng dùng thực lực bản thể của tiểu long mà nói, lục thiếu du cũng tự biết tiểu long có thể trà đạp được bất luận một người nào trong hai người long linh cùng long ngao Âm thầm cười, Lục Thiếu Du phỏng đoán sợ rằng do hiện tại Tiểu Long thu liễm khí tức, từ sau khi Tiểu Long tiếp nhận truyền thừa trong Huyền Vũ Điện, một khi Tiểu Long thu liễm khí tức cho dù là hắn cũng khó có thể phán đoán ra. Vừa rồi tuy rằng Tiểu Long có động thủ, thế nhưng nó cũng không lộ ra tu vi chân thật, cho nên nhị trưởng lão kia mới có đề nghị để Tiểu Long đối chiến với hai người Long Ngao và Long Linh, sợ rằng khi biết được rõ thực lực của Tiểu Long, hắn sẽ phải rung động. Tiểu Long này chiến một trận với thế tử Long Ngao và thế tử Long Linh, không biết có thể chống lại được hay không? Thế tử Long Ngao cùng với Thế tử Long Linh chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bồn tộc. Gần đây lại được tộc trưởng chỉ đạo, nghe nói sắp tới hai vị thế tử sẽ đi tham gia đại hội tứ hoàng tộc. Ta thấy không có khả năng. Thực lực của Thế tử Long Ngao và Thế tử Long Linh, cho dù là một ít lão nhân cũng khó có thể làm gì được hai người. Trung quanh lúc này có vô số tiếng nghị luận tiểu Long này giao thủ với Long Ngao, cùng với Long Linh không thể nghi ngờ chính là chuyện khiến cho mọi người cực kỳ chờ mong người chọn xong chưa vậy hai người long ngạo long linh thấy tiểu long một mực nhìn hai người mình lại chậm chạp không có quyết định thân thể chậm rãi tiến lên dường như thấy tiểu long do dự nhị trưởng lão tiến lên nhìn lão phụ nhân rồi nói đại trưởng lão ta cũng đã nói trước nếu như tiểu long có thể chiến thắng được bất luận ai trong hai người long ngao và long linh thì ta sẽ không nói gì nữa thế nhưng nếu thất bại chúng ta đã thương lượng qua nể mặt đại công chúa và linh hoàng khí thiên cấp có thể giữ lại mạng cho hắn Thế nhưng phải phế đi tu vi, trục xuất ra khỏi Thanh Long hoàng tộc, về sau không có một chút quan hệ nào với Thanh Long hoàng tộc. Nhị trưởng lão, ngươi có ý gì?" Long Yên nhìn Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão này rõ ràng có ý muốn gây khó dễ, nàng nhíu mày, trong mắt hiện lên sự giận dữ. "Long Yên Ari, không cần nhiều lời với hắn." Tiểu Long quay đầu nói với Long Yên, lại nhìn Nhị trưởng lão, khóe miệng mang theo hàn ý nhạt nhạt nói, "Nếu như ta thua thì ta sẽ trực tiếp tự bạo. Ngươi thỏa mãn chưa?" Tiểu Long long yên biến sắc thật không ngờ tiểu long lại nói như vậy long ngao cùng với long linh này đều không phải dễ trêu thực lực trong đám người trẻ tuổi chính là hai người mạnh nhất tiểu long ngắt lời long yên mỉm cười với long yên rồi nhìn về phía long ngộ ánh mắt biến đổi khoái miệng mang theo hàn ý nói lão đầu tử muốn hai người này động thủ với ta sao liệu có kém quá hay không hai tên này quá yếu hít nghe thấy tiểu long nói vậy đám người đứng ngoài hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh tiểu long này kiêu ngạo tới mức không để long ngao và long linh vào trong mắt còn chưa đủ lại còn gọi thẳng tộc trưởng là lão đầu tử tộc trưởng không nhưng mà một trong những người mạnh nhất trên đại lục này nói thế nào cũng là ngoại công của tiểu long này a à, tiểu tử này lão phu nhân cùng long yên nhìn nhau sắc mặt hơi đổi đặc biệt là long yên ngay cả nàng cũng không dám vô lễ trước mặt phụ thân lá gan của tiểu long cũng quá lớn một chút huyền hạo sững sở khoái miệng nở nụ cười khổ lục thiếu du cũng đành chịu tiểu long này cũng quá kiêu ngạo, tốt xấu gì long ngộ này cũng là ngoại công của hắn a. À, đám người đứng xem bên ngoài yên lặng. Long ngộ trừng mắt, cơ hồ là trợn mắt nhìn tiểu long, thế nhưng tiểu long cũng không nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối với vị ngoại công này tiểu long không chút nể tình nào. Hai người long ngạo, long linh nghe thấy lời nói của tiểu long không biết có tư vị gì, bọn họ thật không ngờ tiểu long lại không đặt bọn họ vào trong mắt. Tiểu nghiệt xúc này đủ càn rỡ. Tốt nhất người hãy đánh bại Long Ngao cùng với Long Linh rồi nói sau. Tộc trưởng Long Ngộ trừng mắt nhìn Tiểu Long, sau đó cũng không nói gì nữa. "Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo." Thanh niên mặc hoa phục bên trái nói, khí độ bất phàm. Thế nhưng lúc này hắn đã bị Tiểu Long chọc giận. "Đã như vậy thì hai người các ngươi cùng lên đi. Một mình ta đối phó với hai người các ngươi thì đã quá để mắt cho các ngươi rồi." Tiểu Long thản nhiên nói, so ngạo khí, Tiểu Long còn kiêu ngạo hơn. Tiểu gia hỏa này. Nghe thấy Tiểu Long nói vậy, ánh mắt lão phu nhân không khỏi lần nữa biến hóa, tiểu gia hỏa này quả thực vừa cuồng lại vừa kiêu ngạo mọi người chung quanh nghe vậy sắc mặt lần nữa biến hóa long ngao long linh các ngươi cùng tiến lên đi không cần lưu thủ để cho tiểu nghiệt xúc này biết trời cao đất rộng ra sao long ngộ liếc mắt nhìn tiểu long nhẹ giọng nói với long ngao long linh vâng tộc trưởng hai người long ngao long linh dường như đã nhịn từ lâu hai người chưa từng bị người khác xem thường như vậy linh nguyên quanh thân tràn ra thân ảnh lập tức nhảy về phía trước ánh mắt nhìn thẳng về phía tiểu long thanh niên mặc hoa phục bên trái dường như là long ngao quát lên với tiểu long tiểu tử đừng ba hoa vốn ta còn định nhẹ tay với ngươi thế nhưng hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta âm thanh vừa dứt hai người nhìn nhau linh nguyên từ trong cơ thể đột nhiên tuôn ra khí thức tràn ngập mang theo một cỗ linh hoàng khí bàn chân đạp mạnh hư không năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên hội tụ cả không gian tràn ngập áp lực Sư, sư thân thể hai người lập tức giống như mũi tên rời cung, mang theo hai đạo tàn ảnh song song xẹt qua không gian. Để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng long ngao vang lên, hai người lập tức xuất hiện trước mặt tiểu long. Năm ngón tay long ngao uốn lượn, một đạo trưởng ấn khiến, cho không di nơ vặn vẹo phá không đánh ra mang theo kình phong cường hãn cùng, với tiếng xe gió, giống như thiểm điện bắn về phía tiểu long. Hừ, long linh cũng khẽ quát một tiếng, năng lượng, phô thiên cái địa quanh thân bắn ra mãnh liệt. Kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí, một đạo quyền ấn được ngưng tụ. Dưới quyền ấn, không gian sụp đổ, kéo thẳng về phía Tiểu Long. Lúc này hai người đều không nương tay, đối phương vũ nhục bọn họ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đánh bại đối phương mới có thể rửa sạch sự vũ nhục của đối phương với bọn họ. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung vào ba đạo thân ảnh trên không trung, chúng cường giả đương nhiên cũng biết Long Ngao và Long Linh sẽ không nương tay, tiểu long này có thể chống lại được hai người không quả thực khó có thể nói được. Cũng không có mấy ai tin tưởng tiểu long sẽ có thực lực như thế. Chương 2344, đối chiến nhị long Hai. Bởi vì chúng cường giả cũng biết, từ khi tiểu long sinh ra cho tới bây giờ còn chưa được bao lâu, tổng cộng chưa được 20 năm. Có được thực lực như vừa rồi đã là kỳ tích, chẳng lẽ còn có kỳ tích lớn hơn hay sao? Hai đạo công kích đánh tới, tiểu long lạnh nhạt cười, tâm thần tràn ra. Cả không trung đều nằm trong sự dò xét của hắn khi một trưởng một quyền mang theo kinh khí ngập trời đánh tới, nụ cười trên môi tiểu long càng đậm, thân ảnh như quỷ mị lóe lên, trực tiếp biến mất trước hai đạo công kích. Thật nhanh, nhìn thấy cảnh này, chúng cường giả sợ hãi than. Phanh phanh, cùng một lúc, công kích của hai người long ngao, long linh trực tiếp biến mất trên không trung. Không gian rung động không thôi. Không tốt, công kích thất bại, long ngao, long linh lập tức cảm thấy không ổn. Hai người bọn họ không ngờ tốc độ của tiểu long này lại nhanh như vậy. Chỉ có tốc độ như vậy sao? Quá chậm, nếu như so với huyền kình và huyền doanh của Huyền Vũ Hoàng tộc, thì các ngươi chính là phế vật. Mà trong lúc hai người đang kinh ngạc, âm thanh của Tiểu Long đã truyền vào trong tai bọn họ. Âm thanh tràn ngập sự bá đạo và cuồng vọng, lập tức vang vọng trên không trung. Ngay lúc đó, thân ảnh Tiểu Long lăng không, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hai người. Tiểu Long xuất hiện, hai đạo quyền ấn xuất hiện, hỏa diễm màu vàng tràn ngập trên nắm tay. Dưới ánh mắt của vô số người, hai đạo quyền ấn tràn ngập hỏa diễm màu vàng của tiểu long mang theo khe nứt đen kịt trong không gian trực tiếp đập vào lưng hai người long ngao và long linh hai đạo quyền ấn ầm ầm đánh xuống trực tiếp đánh vào lưng hai người quang cháo bằng linh lực của hai người trong nháy mắt bị hỏa diễm màu vàng ăn mòn lập tức bị nghiền nát phanh phanh hai âm thanh trầm thấp vang lên ầm ầm vang vọng trên không trung dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy không có một chút chống cự nào long ngao và long linh cùng lúc bị rơi xuống đất miệng liền phun ra máu tươi phanh phanh. Thân thể hai người long ngao và long linh đập xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, từng vết nứt lan tràn ra chung quanh, đất đá bắn ra bốn phía. Hít. Trong nháy mắt, âm thanh xì xào từ trong cổ họng mọi người truyền ra, cả đám nuốt một ngụm nước bọt. Ai cũng thật không ngờ kết quả lại như vậy, hai người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thanh long hoàng tộc không ngờ dưới một chiêu lại bị đánh rơi xuống đất, quả thực chính là bị trà đạp. Tất cả mọi người thậm chí còn chưa thể lấy lại tinh thần, đều nghẹn họng nhìn chân chối đây quả thực chính là điều không thể tưởng tượng nổi mà lúc này ngay cả bà ngoại của tiểu long người được gọi là đại trưởng lão kia cũng kinh ngạc không thôi thực lực của tiểu long quả thực khiến cho nàng giật mình long yên lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía tiểu long sao lại mạnh như vậy sắc mặt nhị trưởng lão rung động thẫn thờ tốt thanh long hoàng tộc cũng chỉ có vậy mà thôi thần hy nhịn không được mà lớn tiếng quát lúc này cũng chỉ có nàng lên tiếng cho nên âm thanh quanh quẩn trên không trung đám người lục thiếu du lục tâm đồng nghe vậy thì không có gì thế nhưng âm thanh này rơi vào trong tai đám người thanh long hoàng tộc thì vô cùng chói tai trong nháy mắt có vô số ánh mắt mang theo sự giận dữ nhìn chằm chằm về phía thần hy thần hy lẻ lưỡi chậm rãi trốn ra sau lưng lục tâm đồng ngao giữa không trung hai tiếng rồng ngâm rít gào trong cái khe dạn nứt dưới mặt đất hai đạo thân ảnh chật vật bắn lên không trung đồng thời lập tức hóa thành bản thể ngao ngao bản thể cực lớn của hai người ước chừng hơn ngàn mét, toàn thân được lân phiến màu xanh che phủ. Trên lân phiến tràn ngập quang mang, dưới bụng là ngũ trảo lan tràn ra uy áp. Một cỗ long uy mạnh mẽ cùng với khí tức ngập trời tuôn ra. Hai người hóa thành bản thể, lập tức vây khốn tiểu long vào bên trong. Hai người không ngờ dưới một chiêu mình lại bị trọng thương. Lúc này trong đôi mắt to lớn của hai người hiện lên sự dữ tợn. Thân thể khổng lồ cuồn cuộn, gợn sóng trong không trung trực tiếp bị chấn nát, khí thế ngập trời bao phủ trên người tiểu long. Lúc này tiểu long dưới sự vây khốn của hai đầu thanh long, hoàn toàn giống như một con kiến bị hai con voi vây quanh, vô cùng nhỏ bé. Hừ, phô trương thanh thế, vẫn không chịu nổi một kích. Hai đầu cự long vây khốn, tiểu long chỉ lạnh nhạt nhìn chung quanh, cũng không đặt vào trong mắt. Ngao. Bản thể long ngao rít lên một tiếng cực lớn, thân thể giống như quấy nát hư không. Long chảo cực lớn cuồn cuộn, chảo ấn xe rách không gian bắn ra, trực tiếp đánh về phía tiểu long. Dường như muốn báo thù một chiêu vừa rồi. Hừ, Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, nhìn Long chảo khổng lồ chộp tới. Tiểu Long không lùi mà tiến, thân thể hóa thành một đạo quang mang bắn ra đêm. Theo một đạo quyền ấn tràn ngập hỏa diễm màu vàng, nhanh như thiểm điện va chạm với Long chảo của Long Ngao. Quyền ấn va chạm với Long chảo, trực tiếp khiến cho từng vết nứt không gian xuất hiện. Vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh. Nơi kinh khí đi qua, tất cả hóa thành mảnh vỡ. Phanh, âm thanh sắc bén vang lên, mọi người dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy long chảo của long ngao không ngờ lại bị một quyền của tiểu long đánh cho dạn nứt máu tươi lập tức bắn ra ngao long ngao kêu lên một tiếng thảm thiết trong mắt hiện lên sự kinh hãi mà tiếp đó trong mắt long ngao đã mất dấu thân ảnh của tiểu long tiểu tử này muốn làm gì sau khi thân ảnh tiểu long biến mất trước người long ngao giữa không trung có không ít người nhìn thấy tiểu long xuất hiện sau cái đuôi lớn của long ngao ngao lúc này long ngao cũng cảm nhận được khí tức của tiểu long ở sau lưng hắn cái đuôi lớn trong nháy mắt cuồn cuộn, không gian chung quanh bị phá hủy mang theo kình khí khủng bố tới tận cùng chút, về phía Tiểu Long. Đến tốt. Nhìn cái đuôi lớn mang theo không gian bị phá hủy, trong mắt Tiểu Long hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, nhạt, thủ ấn biến hóa, linh nguyên quanh thân trong nháy mắt phô thiên cái địa tuôn ra. Phanh. Cái đuôi lớn nện xuống, kình khí ập xuống khiến cho không gian chung quanh Tiểu Long đều bị phá hủy. Trong nháy mắt, thân thể nhỏ bé của Tiểu Long dưới cái đuôi lớn kia, hai tay mang theo hỏa diễm màu vàng đánh ra một đạo trảo ấn cái đuôi lớn đánh xuống, thân thể tiểu long nhanh chóng lui lại một chút. Hai đạo chảo ấn cực lớn chừng trăm thước mang theo không gian vạn vẹo lập tức bắn ra. Tiếp đó hai đạo chảo ấn của tiểu long giống như đang vườn quanh một cái cọc gỗ, lớn là đuôi của long ngạo. Chảo ấn khiến cho không gian vạn vẹo, mang theo hỏa diễm màu vàng chút xuống, giữ chặt cái đuôi lớn này ở bên trong. Lên cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, trong nháy mắt linh nguyên phô thiên cái địa tuôn ra, đem không gian chung quanh thân thể chấn nát. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ thấy tiểu long nắm lấy cái đuôi lớn của long ngao, trực tiếp đem thân thể khổng lồ của long ngao giống như là một con rắn nhỏ, sau khi quay đường một vòng lập tức ném ra sau lưng. Lực lượng chấn động nhân tâm cùng với khí thế kia khiến cho mọi người trực tiếp hoảng sợ. Chương 2345, trà đạp nhị long, mà ngay cả long linh đang lao thẳng về phía tiểu long, nhìn thấy cảnh này trực tiếp rung động, ngốc trệ đứng trên không trung. Ha ha, tới tốt, đi xuống dưới cho ta, Tiểu Long mắt nhìn Long Linh đang đánh tới, miệng cười lớn một tiếng, hai tay giơ lên, coi thân thể long ngao chính là một cái trường côn khổng lồ, từ phía sau hất lên phía trước, cái đuôi lớn rời khỏi tay tiểu long, mà thân thể long ngao cũng hung hăng đập về phía Long Linh. Ngao ngao, hai người long ngao, Long Linh còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng dưới cỗ lực lượng như vậy, long ngao không thể làm gì khác hơn, mà Long Linh cũng không có cách nào né ra. Hai người cùng rít gào, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể hai người va chạm vào với nhau phanh phanh. Hai đầu cự long cứ như vậy va chạm vào nhau. Thân thể long ngao va chạm vào lưng long linh. Trên lưng long linh vang lên tiếng răng rắc, dưới lực lượng mạnh mẽ chút xuống, cái đầu cùng với cái đuôi trực tiếp bị nện mà vảnh lên. Trong sát na này, cả không chung như đình trệ. Hai đầu cự long va chạm, long lần ma sát với nhau, một cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Bản thể thanh long của hai người long ngao, long linh va chạm vào một chỗ. Ngay sau đó, một đạo âm thanh hùng hãn bạo liệt giống như tiếng sấm trực tiếp nổ vang âm thanh bạo liệt đột nhiên vang vọng trên phía chân trời ngao ngao hai tiếng kêu thảm thiết vang lên miệng phun ra máu tươi bản thể hai người cũng không có một chút sức kháng cự nào từ trên cao rơi thẳng xuống thân thể long linh đập xuống một sơn cốc phía dưới sơn cốc lập tức rung chuyển một cái động sâu xuất hiện đá vụn bắn bốn phía thân thể khổng lồ của long ngao ầm ẩm, ẩm đập xuống một ngọn núi ngọn núi to lớn này nhanh chóng bị san thành bình địa sơn băng địa liệt từng khe hở trên mặt đất giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh trời quá mạnh mẽ a à, con mẹ nó nhi tử của đại công chúa quá biến thái cảnh này so với vừa rồi khi tiểu long dùng một chiêu đánh bại long ngao cùng long linh còn cường hãn hơn lúc này mọi người đều hít sâu một hơi long ngao và long linh đều có thực lực cường hãn thế nhưng trước mặt tiểu long lại chỉ có thể chịu trà đạp tiểu tử này quả thực đủ hung áp đại trưởng lão nhíu mày lúc này rõ ràng bản thân cũng khiếp sợ bên người lục tâm đồng thần hy kinh ngạc tới mức ngây ngốc nghĩ tới lúc trước nếu như quyền kia của tiểu long quả thực đánh xuống mặt nàng khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhất định sẽ bị nện nhừ ngẫm lại mà trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ tiểu long tốt lắm làm tốt lắm thiên độc yêu long cười lớn quả thực đã hả giận năm đó hắn đã bị đám thanh long này trà đạp hiện tại cũng xem như báo thù tiểu long lăng không đứng thẳng khí thế bá đạo tuyệt luân dưới cỗ uy thế kinh người này, ánh mắt tiểu long nhìn xuống phía dưới rồi nói, hai người các ngươi còn có thể đứng lên được hay không? Nếu không đứng dậy được thì nhận thua đi. Quá yếu, giao thủ với các ngươi quả thực không có ý nghĩa gì. Đáng chết, chúng ta liều với ngươi. Dưới không trung, một tiếng hét lớn từ trong ngọn núi bị san bằng vang lên. Hai đạo thân ảnh màu xanh vọt lên, hai đầu thanh long khổng lồ mang theo vết máu loang lổ trên người lần nữa xuất. Hiện trên không trung, chỉ thấy lúc này trên bản thể thanh long của hai người long ngao, Long Linh có không ít lần phiến bị dạn nứt, máu tươi đang không ngừng cuồn cuộn chảy ra. Vết máu loang lổ, trên người còn dính đầy đá vụn cùng đất. Khí tức cực kỳ suy yếu. Thanh Long Hồn, Long Ngao, Long Linh nổi giận, tiếng quát vừa dứt, thân thể khổng lồ lập tức dựng đứng. Trong mi tâm đột nhiên xuất hiện con mắt thứ ba, trong mắt có một đạo quang trụ bàng bạc trực tiếp bắn ra. Hai đạo quang trụ cùng bắn về phía Tiểu Long. Linh hồn công kích. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, Loại công kích bằng quang trụ này lần trước hắn đã được thử qua, dường như đây là một loại công kích thiên phú của Thanh Long Hoàng tộc, một loại công kích linh hồn cường hãn. Hai đạo quang trụ khủng bố bao phủ tiểu long, ẩn chứa linh hồn lực hùng hậu bắn tới. Trong lúc mơ hồ cả không gian vạn vẹo, dưới linh hồn lực cường hãn, vô số người của Thanh Long Hoàng tộc phía dưới đều chịu ảnh hưởng. Thanh Long Hồn, công kích thiên phú. Không ngờ Thế Tử Long Ngao và Thế Tử Long Linh lại thi triển ra công kích thiên phú cả tộc chúng ta người có thể thi triển ra công kích thiên phú thanh long hồn này cũng cực ít nghe nói linh hoàng khí càng cao uy lực của công kích thiên phú này càng mạnh mọi người phía dưới kinh ngạc nghị luận công kích thiên phú chính là tuyệt chiêu trong thanh long hoàng tộc dưới tình huống bình thường sẽ không thi triển ra thế nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố hư hai tiểu gia hỏa này vẫn thi triển công kích thiên phú ánh mắt lão phu nhân trầm xuống có chút không vui mẫu thân cứ yên tâm đi con có thể cảm giác được tiểu long sẽ không có việc gì. Long Yên nói. Tiểu Long lăng không đứng thẳng, đồng thời bị hai đạo quang trụ bao phủ, công kích linh hồn cường hãn giống như thủy triều kéo tới. Từng đợt rồi lại từng đợt đánh vào trên thân thể hắn. Nhưng mà, lúc này mọi chuyện lại vượt quá dự đoán của mọi người. Khóe miệng Tiểu Long vẫn nở nụ cười vui vẻ, nhìn hai đạo quang trụ đánh tới, thân thể cứ đứng đó, giống như ngây ngốc, không có một chút phản ứng nào. Long Ngao và Long Linh lúc này dường như cũng cảm nhận được điểm này, trong đôi mắt rồng cực lớn hiện lên sự kinh ngạc cùng hoảng sợ. Công kích thiên phú của bọn họ không ngờ lại không có một chút tác dụng nào, điều này sao có thể? Ta đã nói rồi, các ngươi quá yếu, linh hoàng khí địa cấp đỉnh phong đối với ta không tạo thành một chút ảnh hưởng nào. Hiện tại có lẽ các ngươi cũng không chịu đựng nổi a." À, tiểu Long chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn hai đầu thanh long khổng lồ, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, giống như là mèo vờn chuột vậy. Ngay khi Tiểu Long nói xong, con mắt thứ ba của Long Ngao cùng Long Linh quả thực từ đóng lại, khi triển công kích thiên phú khủng bố như vậy, tiêu hao của bọn họ vô cùng khổng lồ. Hết rồi sao? Quang trụ công kích linh hồn biến mất, Tiểu Long nhìn hai đầu Thanh Long đang suy yếu, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thanh Long hoàng tộc cũng chỉ có vậy, so với thế hệ trẻ tuổi của Huyền Vũ hoàng tộc còn kém hơn. Hiện tại tới phiên ta. Nhớ kỹ, lần sau đừng có đứng ở trước mặt ta mà kiêu ngạo. Tiếng quát của Tiểu Long vừa dứt, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo quang mang một cỗ khí tức bằng bạc bắt đầu lan tràn. Ngao! Trong sát na, tiểu long đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối xuất hiện trên không trung. Ngũ trảo dưới bụng uốn lượn, bên trên là hỏa diễm màu vàng tràn ngập. Trên lưng tiểu long, một cái mai rùa cực lớn xuất hiện, bí văn quanh quẩn, thân thể khổng lồ, trong lúc mơ hồ tản ra một loại uy năng khiến cho không gian vạn vẹo. Linh hoàng khí thiên cấp, chương 2346, hai điều kiện một tất cả tộc nhân Thanh Long hoàng tộc lần nữa kinh hãi. Lúc này Tiểu Long khôi phục bản thể, uy áp trên người cũng mạnh hơn. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ nhanh chóng cảm nhận được đây chính là linh hoàng, khi đến từ linh hồn cùng huyết mạch. Mà cơ hồ tất cả ánh mắt đều mang theo sự kinh ngạc nhìn bản thể quái dị của Tiểu Long. Bộ dáng này hoàn toàn không giống như hình dáng của Thanh Long hoàng tộc. Huyền Vũ thần sắc cửu giai, ánh mắt tộc trưởng Long Ngộ lúc này cũng biến hóa. Mà lúc này, phần đông giao long Tập Long, Thanh Long bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long. Linh hồn cùng huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Dưới sự điều khiển của cảm giác sôi trào này, toàn thân bọn họ run rẩy, một mảng lớn bắt đầu phủ phục trên mặt đất, có không ít trưởng lão cũng không phải là ngoại lệ. Bát giai hậu kỳ, hắn đã là bát giai hậu kỳ. Lúc này khí tức của Tiểu Long hoàn toàn được thả ra, đồng thời tộc nhân Thanh Long hoàng tộc mới biết được tu vi của Tiểu Long đã đạt tới bát giai hậu kỳ. Thân thể Tiểu Long cuồn cuộn trên không trung, uy áp mạnh mẽ, nồng đậm tràn ra. Cả không trung lúc này giống như run rẩy, gió nổi mây phun. Khí tức chấn động nhân tâm khiến cho huyết mạch trong cơ thể long ngao và long linh có cảm giác như sôi trào. Linh hồn cũng bị run rẩy. Ngao, con mắt thứ ba của tiểu long đột nhiên mở ra, trong con mắt thứ ba này có một đạo quang trụ bắn thẳng ra không trung, giống như một đạo quang mang khuếch tán, bao phủ bản thể long ngao và long linh. Thanh long hồn Nhi tử của đại công chúa cũng có thể thúc dục ra Thanh Long hồn. Uy lực này so với hai người Long Ngao, Long Linh còn mạnh hơn. Long Ngộ nhìn tiểu long trên không trung, ánh mắt có chút kinh ngạc. Dùng tu vi của hắn, thực lực của tiểu long bị che giấu cũng thoát khỏi sự dò xét của hắn. Nhưng mà thực lực của tiểu long tới tình trạng như vậy, ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Đặc biệt là công kích thiên phú của Thanh Long hoàng tộc, hắn vô cùng hiểu rõ. Thanh Long hồn a, à chỉ có người có huyết mạch dòng chính thanh long hoàng tộc ta mới có thể thúc giục ra lúc này đại trưởng lão cũng cực kỳ rung động đồng thời kích động mọi người kinh ngạc huyền hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn tiểu long thúc giục công kích thiên phú của thanh long hoàng tộc thanh long hồn mà ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua trong huyền vũ hoàng tộc tiểu long cũng thi triển được huyền vũ nộ công kích thiên phú của huyền vũ hoàng tộc giờ phút này vô số ánh mắt rung động dưới sự bao phủ của quang mang trong con mắt thứ ba của tiểu long uy áp kinh người ngập tràn khiến cho máu tươi trong cơ thể long ngao và long linh sôi trào linh hồn phủ phục giờ phút này bọn họ rốt cuộc mới biết được thực lực của tiểu long ngạo khí của hai người trong nháy mắt bị phá hủy thành cho tàn dưới uy áp khủng bố thân thể hai người nhanh chóng thu nhỏ lại khi quang trụ trong mắt tiểu long biến mất bản thể thanh long của hai người long ngao và long linh cũng chỉ chừng trăm mét ngao cái đầu trên thân thể khổng lồ của tiểu long ngẩng lên thân thể khổng lồ vượt qua không gian long chảo dưới bụng cuồn cuộn, quang mang đại thịnh. Long chảo mở ra, trực tiếp nắm lấy bản thể hai người long ngao và long linh giống. Như là diều hâu chụp hai con rắn nhỏ vậy. Hừ, quá yếu. Cái miệng của tiểu long rít lên một tiếng, hai chảo nắm lấy hai người long ngao và long linh. Bị lực lượng của tiểu long đè nén, hai người long ngao không hề có một chút sức lực nào mà dễ dụa. Mọi người ngừng đầu, ánh mắt rung động. Chỉ thấy lúc này bản thể khổng lồ của tiểu long xoay quanh không trung, phía dưới long chảo phân biệt chính là hai đầu thanh long khí thế tràn ngập không gian quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng khí thế bá đạo hung hăng càn quấy nể mặt bà ngoại ta ta tha cho các ngươi tiểu long khẽ quát một tiếng ném hai đầu thanh long phía dưới về phía trước ngao ngao bản thể hai người long ngao long linh gào thét giữa không trung không dám nhúc nhích hai người rung động thật sâu uy áp kinh người vừa rồi bao phủ lên trên người bọn họ giống như khiến cho bọn họ bạo thể mà chết vậy lão đầu tử có tính là ta thắng hay không tiểu long xoay quanh không trung cặp mắt rồng nhìn long ngộ rồi hỏi đương nhiên là ngươi thắng ánh mắt long ngộ nhảy lên nhìn tiểu long nói long ngộ dứt lời huyền hạo có chút vui vẻ mỉm cười lục thiếu du cũng thở dài một hơi ít nhất thanh long hoàng tộc này không đến mức như huyền vũ hoàng tộc tạo thành động tĩnh lớn như vậy hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng tộc nhân của thanh long hoàng tộc còn thoáng hơn tộc nhân huyền vũ hoàng tộc một chút tiểu long nghe vậy lập tức thu hồi bản thể Cú nách mang lóe lên, thân thể nhảy tới bên người lão phu nhân cùng Long Yên, miệng nói: "Bà ngoại, người có thể mang con đi gặp mẫu thân được hay không?" "Được, tốt lắm, bà ngoại sẽ mang con đi gặp mẫu thân. Mẫu thân con nếu biết con tới nhất định sẽ giờ ất vui mừng." Lão phu nhân nhìn Tiểu Long, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của Tiểu Long, ánh mắt lập tức nhìn bốn phía nói: "Bây giờ còn ai muốn nói gì hay không? Nếu như không có thì sau này đừng có ai nhắc lại việc này nữa." âm thanh của lão phu nhân quanh quẩn trên không trung trong không trung phần đông trưởng lão hộ pháp không nói gì nhị trưởng lão kia có rúm lại thế nhưng cũng không dám nói gì nữa thực lực của tiểu long bày ra trước mắt không trải qua truyền thừa linh hoàng khí đã là thiên cấp thiên phú khủng bố như vậy trong tộc không có ai có thể so bì kịp bọn họ cũng thấy đau lòng đám trưởng lão bọn họ cũng là vì suy nghĩ cho tộc về phần tư tâm tới tu vi như bọn họ hiện tại có thể còn có bao nhiêu tư tâm cơ chứ nhìn thấy phần đông trưởng lão không nói gì lão phu nhân mỉm cười nhìn lên không trung rồi nói nếu như chư vị thái thượng trưởng lão cũng không có ý kiến thì việc của tiểu long liền làm như vậy âm thanh quanh quẩn không trung yên lặng vô số trưởng lão hộ pháp càng không có ý kiến mấy vị thái thượng trưởng lão kia cũng không có ý kiến bọn họ còn có thể có ý kiến gì chứ mang tiểu nghiệt xúc gặp mẫu thân nó đi gặp xong rồi đi đi long ngộ liếc mắt nhìn tiểu long lão đầu tử ngươi có ý gì vừa rồi ngươi vừa mới đáp ứng xong. Lão phu nhân trừng mắt nhìn Long Ngộ nói, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi nó đi? Long Ngộ nói, ta chỉ đồng ý cho nó gặp mẫu thân nó, cũng không đồng ý nó ở trong Thanh Long hoàng tộc. Phụ thân, Tiểu Long cũng đã. Ánh mắt Long Yên khẽ đảo, lời còn chưa dứt thì đã bị Long Ngộ ngắt lời nói, một ngựa đổi một ngựa, nếu như Tiểu Nghiệt xúc này muốn ở lại cũng được. Thế nhưng phải đáp ứng hai chuyện, nếu không không bàn nữa, Xuất hiện một ít biến cố khiến cho sắc mặt Lục Thiếu Du cũng ngưng trọng hơn một chút. "Lão đầu tử, ta biết ngay ngươi sẽ lật lọng, nói đi, điều kiện gì?" Tiểu Long nhìn thẳng vào mắt Long Ngộ rồi hỏi. "Chương 2347, hai điều kiện hai." Long Ngộ nói, "Thứ nhất, nếu như ngươi muốn ở lại Thanh Long hoàng tộc cũng được, thế nhưng phải phân rõ giới hạn cùng Huyền Vũ hoàng tộc. Ta cũng chưa từng nói qua ta muốn ở lại Thanh Long hoàng tộc. Bất quá ta và Huyền Vũ hoàng tộc đã sớm không còn quan hệ." tiểu long nhìn long ngộ hỏi vậy thì điều kiện thứ hai nói luôn một lần đi ánh mắt long ngộ biến đổi tiếp tục nói thứ hai ngươi phải nhận tổ quy tông về sau chính là đệ tử thanh long hoàng tộc mặt khác còn có hơn một năm nữa chính là đại hội bốn tộc đến lúc đó ngươi phải tham gia đại hội bốn tộc một chút nghe vậy cả không trung yên tĩnh sau đó tiếng nghị luận vang lên lúc này ánh mắt huyền hạo cũng chấn động cực kỳ ngoài ý muốn lục thiếu du cũng thật không ngờ thanh long hoàng tộc lại có chủ ý như vậy hừ, ngươi coi ta là trẻ con sao? Tiểu Long không do dự nói, Tiểu Long cũng không ngốc. Không ngờ Thanh Long hoàng tộc lại đánh chủ ý lên người hắn như vậy. Tiểu Long nhảy ra, lớn tiếng nói với Long Ngộ, cũng không nể mặt ngoại công. Tiểu Nghiệt xúc, ta cho ngươi biết, Thanh Long hoàng tộc há là thứ mà ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu không phải là tộc nhân Thanh Long hoàng tộc, thì ngươi dựa vào cái gì mà ở lại trong Thanh Long hoàng tộc? Long Ngộ bước lên phía trước nhìn thẳng Tiểu Long nói, cũng không nhường một bước nào. Dựa vào cái gì mà ta phải đi tham dự đại hội bốn tộc cho các ngươi? Chẳng bằng coi ta là vũ khí a, à? ta không ngốc, ngươi đừng có chú ý đó với ta." Tiểu Long cũng không sợ, nhìn thẳng vào mắt Long Ngộ lớn tiếng nói. Nhìn tổ tôn hai người một lớn một nhỏ tranh chấp, cả không trung hoàn toàn yên tĩnh. Vô số mọi người cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là Long Yên, từ nhỏ tới lớn trong lòng nàng phụ thân đều vô cùng nghiêm túc, cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện như vậy. Tỷ muội hai nàng từ nhỏ cũng không dám nghịch ngợm ở trước mặt phụ thân long yên cũng không ngờ tới lúc này tiểu long lại dám làm càn như vậy phụ thân tuy rằng nhìn qua có chút tức giận thế nhưng long yên có thể nhìn ra dường như phụ thân cũng không thực sự tức giận ngươi không phải đồng ý cũng phải đồng ý để xem ngươi lợi hại hay là ta ác tiểu nghiệt xúc ngươi định làm phản sao long ngộ trợn mắt khuôn mặt bắt đầu đỏ lên lần trước phái người đi giết ta hiện tại lại muốn ta nhận tổ quy tông coi ta là quả hồng dễ nắm sao muốn bóp như thế nào thì bóp hả tiểu long trừng mắt nhìn long ngộ trong lời nói xen lẫn một chút oán khí. Nghe Tiểu Long nói vậy, sắc mặt không ít trưởng lão biến hóa, đây chính là ý tứ của bọn họ lúc trước. Lúc này trong mắt Long Ngộ cũng hiện lên một chút chấn động. Tiểu Long nhìn thấy phản ứng của mọi người, lại nhìn Long Ngộ nói, hừ, lão đầu tử, muốn lật lọng sao? Ta cũng nói cho người biết, ta cũng không dễ bị nắm như vậy đâu. Làm ta tức giận, ta có thể lật tung huyền vũ hoàng tộc thì cũng có thể lật tung nơi này. Muốn ta nhận tổ quy tông, tham gia đại hội bốn tộc không phải là không được, thế nhưng ngươi cũng phải nghe kỹ cho ta trừ phi ngươi đem chức vị tộc trưởng truyền cho ta bằng không sẽ không có chuyện đó ta cũng không phải dễ trêu tiểu long nói xong nhìn long ngộ hắn không phải người dễ chọc vào từ nhỏ đã ở cùng lão đại một chỗ thứ đầu tiên hắn học được chính là không để cho người khác nắm mũi dẫn đi tiểu nghiệt xúc chỉ cần ngươi có bản lĩnh thắng làm quán quân ở đại hội bốn tộc thì ta sẽ đem chức vị tộc trưởng này tặng cho ngươi phải nhìn xem ngươi có bổn sự đó hay không đã muốn ngồi ở chức vị tộc trưởng không thể chỉ dựa vào mạnh mồm là được. lúc này long ngộ mỉm cười nói, được, chờ ta làm quán quân đại hội bốn tộc gì đó rồi nói tiếp. người cứ chờ đem chức vị tộc trưởng cho ta đi. tiểu long cũng không phục nói, nhưng mà đại hội bốn tộc thôi, hắn cũng không sợ. quân tử nhất ngôn. ánh mắt long ngộ lén lút hiện lên sự vui vẻ. tứ mã nan truy. tiểu long nhíu mày, cũng không đặt vào trong lòng. cái gì mà quân tử, nhưng mà một con cọp mà thôi nhiều nhất chỉ là một con cọp trên lưng có cái mai rùa. Thần Hy nắm lấy lời nói của Tiểu Long, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, cười tà nói. Không bình thường a, à, ánh mắt lục thiếu dù khẽ đổi, tộc trưởng Long Ngộ này trung quy tạo cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Dường như cố ý đào hố để cho Tiểu Long nhảy vào. Mọi người trong không trung nhìn nhau, đều không nói gì. Hai người Long Ngao và Long Linh thu hồi bản thể tràn ngập vết thương, chật vật đứng trên không trung. Ánh mắt Tiểu Long tràn ngập sự kiêng kỵ, rốt cuộc cũng không cắt nổi ngạo khí của mình lên tộc trưởng đại trưởng lão thiên độc yêu long khi trước thoát ly khỏi tộc hiện tại nên xử trí như thế nào cả không trung yên tĩnh một lát thì có một đạo âm thanh vang lên người vừa lên tiếng chính là một hộ pháp có tu vi bát giai trung kỳ bị một quyền của thiên độc yêu long đẩy lùi hai người long ngộ với đại trưởng lão cũng nhìn về phía thiên độc yêu long vừa rồi chư vị trưởng lão cũng đã thấy có một ít tộc quy phải sửa lại ta thấy như vậy đi cho dù thế nào thiên độc yêu long cũng là huyết mạch của thanh long hoàng tộc ta. Lúc trước thoát ly tộc, tuy rằng tội không thể tha, thế nhưng hôm nay cũng đã trở về, vậy thì phạt ở trong khốn long tháp một năm. Tu vi bát giai trung kỳ đỉnh phong, dựa theo tộc quy vốn nên tăng làm trưởng lão, thế nhưng bởi vì trước đây phạm phải tộc quy cho nên tạm thời làm chấp sự. Đại trưởng lão nhìn thiên độc yêu long nói, thiên độc yêu long, ngươi có phục không? Ta phục, tuyệt đối phục. Đa tạ đại trưởng lão. Thiên độc yêu long nghe vậy lập tức hành lễ, vốn hắn cho rằng mình sẽ gặp phiền phức thế nhưng không ngờ đại trưởng lão lại tha cho hắn tuy rằng bị phạt trong khốn long tháp một năm thế nhưng cũng không sao dù sao cũng chỉ giống như bế quan mà thôi còn có thể làm chấp sự trong tộc tuy rằng lúc trước thoát ly khỏi thanh long hoàng tộc thế nhưng thân là huyết mạch của thanh long hoàng tộc trong lòng hắn vẫn luôn hy vọng có một ngày mình có thể công khai bước vào thanh long hoàng tộc một lần nữa thiên độc yêu long có chút kích động có thể trở lại thanh long hoàng tộc chính là hy vọng từ đáy lòng của hắn hắn là huyết mạch của long tộc bất kể như thế nào cũng không thể quên được long tộc. Tốt, đại trưởng lão nhân từ. Giữa không trung, không ít giao long chi thứ nghe vậy lập tức hành lễ. Thiên độc yêu long có thể trở lại trong tộc, đại trưởng lão cố ý sửa tộc quy, sau này bọn họ cũng sống khá giả hơn không ít. Một người hành lễ, cơ hồ toàn bộ giao long chi thứ hành lễ, hoan hô. Đứng lên đi." Đại trưởng lão nói, mắt nhìn chung quanh rồi nói tiếp, "Chư vị trưởng lão không có ý kiến gì chứ? Chúng ta không có ý kiến?" chương 2348, ba kiện bảo vật. Mắt nhìn đám người đang hành lễ cùng hoan hô chung quanh, chúng trưởng lão cũng không có ý kiến quá lớn. Thiên độc yêu long ít nhất cũng có huyết mạch long tộc, lúc này đột phá bát giai trung kỳ đến hậu kỳ, không thể nghi ngờ là tộc của bọn họ lại có thêm một cường giả. Đại trưởng lão, chuyện của thiên độc yêu long đã xử lý xong. Thế nhưng lục thiếu du này nên xử trí như thế nào? Con trai của đại công chúa đã trở lại thanh long hoàng tộc, lục thiếu du này dám ký huyết khế với huyết mạch của thanh long hoàng tộc ta khi ở phi linh môn còn dám vô lễ với thanh long hoàng tộc chúng ta chuyện này phải xử lý mới được một đạo thân ảnh lắc mình đi ra mắt nhìn về phía lục thiếu du rồi nói lục thiếu du cũng nhận ra người này người này chính là đầu lĩnh tới phi linh môn bắt tiểu long khi trước hắn cũng đã được giao thủ qua từng ánh mắt lập tức nhìn vào trên người lục thiếu du ký huyết khế cùng thanh long hoàng tộc tuy rằng không phải khống chế làm tọa kỵ thế nhưng chuyện này cũng khiến cho thanh long hoàng tộc có chút không thoải mái. Hừ, ai dám làm càn với lão đại ta? Tiểu Long khẽ quát một tiếng, vốn hắn chỉ muốn đi tìm mẫu thân, ai ngờ lại có người gây phiền toái cho lão đại. Ca ca, lục tâm đồng nhìn ca ca, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng. Không có việc gì. Lục thiếu du cười với lục tâm đồng, không ngờ việc này lại kéo tới đầu mình. Thế nhưng cho dù đến cũng không có gì phải sợ. trừ vị trưởng lão, nhân loại lục thiếu du này ký huyết khế với tiểu long đó cũng là chuyện trước kia hắn cũng không biết tiểu long chính là huyết mạch của thanh long hoàng tộc ta huống chi trước kia trừ vị trưởng lão cũng không thừa nhận tiểu long có huyết mạch của thanh long hoàng tộc ta long yên tiến lên y phục màu trắng nhẹ nhàng phiêu động nói ký huyết khế cũng không hẳn là tội cho nên việc này cứ cho qua đi nhị công chúa lương thiện thế nhưng chuyện này không thể bỏ qua nếu như có tiền lệ như vậy sau này sẽ hậu hoạn vô cùng lại một đạo thân ảnh bước ra, người này mặc y phục màu tím, tuổi chừng 50, thái dương có vài sợi tóc trắng, khí tức vô hình lan tràn ra chung quanh, cực kỳ bất phàm. Từ khí tức có thể nhận ra tu vi người này đã đạt tới bát giai, thế nhưng cũng nhưng mà bát giai hậu kỳ, vừa mới bước vào sơ kỳ mà thôi. Huyền Hạo nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt nheo lại, ý bảo cứ chờ xem một chút. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trong lòng suy đoán, sợ rằng mấy tộc nhân Thanh Long hoàng tộc lần trước tới Phi Linh, môn bị trà đạp mà quay về, trong lòng vẫn còn không phục cho nên mới viện cơ huyết khế mà gây phiền toái cho hắn. Đại hộ Pháp, người nói xem nên xử lý chuyện này như thế nào, trong đôi mắt xinh đẹp của Long Yên bắt đầu có chút không vui. Dựa theo tộc quy hẳn phải phế tu vi của hắn. Lão giả áo tím nói với lục thiếu du. Đại hộ Pháp, nhân loại lục thiếu du này ký huyết khế với tiểu long đó là chuyện trước kia. Tiểu long có thể trở lại tộc chúng ta như ngày hôm nay, lại có thực lực như vậy cũng có công của lục thiếu du này. Lục Thiếu Du còn có thể cùng Tiểu Long, đi về đủ để chứng minh hắn không có ý tứ vũ nhục thanh long hoàng tộc ta. Việc này, tuy rằng có chỗ không ổn thế nhưng cũng là chuyện có nguyên nhân khác. Việc này cho qua đi. Đại trưởng lão nhìn chung quanh rồi nói. Đại trưởng lão, Lục Thiếu Du này ngày đó vũ nhục thanh long hoàng tộc ta. Lần này không thể bỏ qua như vậy được. Đại hộ Pháp nhìn Lục Thiếu Du, thanh long hoàng tộc ở Phi Linh Môn đã bị trả đạp. Mặt mũi mất hết, thù này đương nhiên không thể không báo phần mặt mũi này đương nhiên phải tìm về mới được ngươi chính là lục thiếu du của phi linh môn đại hộ pháp vừa mới dứt lời tộc trưởng long ngộ lập tức nhìn về phía lục thiếu du hỏi bẩm tộc trưởng long ngộ chính là tiểu tử lục thiếu du nghe vậy thân thể lóe lên rồi lạnh nhạt hành lễ không kiêu ngạo không xiểm nịnh ánh mắt đảo qua lục thiếu du tộc trưởng long ngộ lại nói nghe nói ban đầu ở phi linh môn ngươi cực kỳ hung hăng càn quấy lại còn bất kính với thanh long hoàng tộc ta có đúng là có việc này không tiểu tử không biết cuồng ngạo và bất kính là sao tiểu tử chỉ biết nếu như có người tới phi linh môn tiểu tử làm càn mà tiểu tử chỉ ra tay ngăn địch mà thôi chẳng lẽ đây cũng là cuồng ngạo và bất kính sao lục thiếu du nói quả nhiên có chút cuồng ngạo long ngộ nhìn lục thiếu du nói ta cũng không muốn làm khó ngươi nghe nói ngươi là linh vũ song tu và vũ giả toàn hệ quả thực ta cũng có chút tò mò lần trước mấy vị hộ pháp của bổn tộc đều chịu thiệt trong tay ngươi hôm nay ngươi đã tới đây ta cũng có lời đại hộ pháp của bổn tộc sẽ luận bàn với ngươi một chút mặc kệ thắng thua ra sao chuyện giữa ngươi và thanh long hoàng tộc đều được xóa bỏ ngươi thấy sao đa tạ tộc trưởng long ngộ đương nhiên không thành vấn đề nhưng mà vạn nhất tiểu tử làm tổn thương đại hộ pháp đến lúc đó đại hộ pháp lại quy thêm một tội bất kính với thanh long hoàng tộc thì tiểu tử không chịu đựng nổi a à, lục thiếu du nói trong lòng thầm nghĩ thanh long hoàng tộc này không ngờ muốn tra đạp hắn tìm lại chút mặt mũi Hừ, nếu như ngươi có thể làm tổn thương ta chính là bổn sự của ngươi, chỉ trách ta vô năng mà thôi. Ta còn chưa đến mức như vậy. Đại hộ pháp nhìn Lục Thiếu Du, tinh quang trong mắt bắn ra nói, ta cũng nói thật với ngươi, nghe nói ngươi lần trước một mình đã thương mấy hộ pháp hình đường, cực kỳ cuồng ngạo. Ta chỉ muốn dạy dỗ ngươi một chút mà thôi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ta tuy không lấy mạng của ngươi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Tộc trưởng đã đồng ý thì ta cũng sẽ không phản đối mặc kệ thắng bại ra sao về sau ta tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi lục thiếu du nhìn qua đại hộ pháp này tuy rằng có chút ngạo khí thế nhưng cũng xem như thẳng thắn quang minh chính đại nói giáo huấn hắn muốn tra đạp hắn sợ rằng tìm sai đối tượng rồi lục thiếu du cười nhạt một tiếng nói vậy thì mời đại hộ pháp chỉ giáo nếu như ta thua tuyệt đối không có nửa câu oán hận xem như lãnh giáo nếu như làm đại hộ pháp bị thương ta cũng chỉ có thể xin lỗi quyền cước không có mắt a à ha <laughs> ha quả nhiên đủ hung hăng cản quấy đây là lần đầu tiên có nhân loại cuồng ngạo như vậy trước mặt ta nhìn lục thiếu du thân ảnh đại hộ pháp lóe lên lơ lửng giữa không trung y phục màu tím tung bay một cỗ khí thế lan tràn trên không trung miệng nói nhân loại ngươi nếu như ngày hôm nay có thể thắng ta thì ta sẽ gọi ngươi một tiếng đại ca nếu như ngươi thua nghe nói trên người ngươi có một kiện thần khí gọi là tử lôi huyền đỉnh nếu như phải lưu lại kiện thần khí này được không Ha ha, một tiếng đại ca đổi từ lôi huyền đỉnh. Đại hộ pháp quả nhiên biết chiếm tiện nghi a, à. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, đại hộ pháp này nghĩ thật là hay. Chương 2349, đối chiến đại hộ pháp 1. Chuyện này, đại hộ pháp sững sờ, quả thực không tính tới điểm này, hắn cũng không cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Thanh Long hoàng tộc có ngạo khí vô cùng lớn. Đại hộ pháp Thanh Long hoàng tộc như hắn gọi nhân loại một tiếng đại ca, trong mắt hắn chuyện này còn quan trọng hơn một kiện thần khí nhiều thần khí đối với hắn không có một chút tác dụng nào như vậy đi nếu như lục thiếu du ngươi thua thì lưu lại tử lôi huyền đỉnh của ngươi nếu như ngươi thắng vậy thì đến bảo khố của thanh long hoàng tộc ta một chuyến trong bảo khố tuy rằng không có những vật như thần khí tử lôi huyền đỉnh thế nhưng có một chút bảo vật cũng không kém thần khí bao nhiêu cho nên ngươi có thể lựa chọn ba kiện bảo vật trong bảo khố như vậy cũng có chút công bằng ngươi có dám đồng ý hay không long ngộ nhìn lục thiếu du rồi cười nhạt một tiếng không biết trong lòng long ngộ này hiện tại đang nghĩ gì lục thiếu du suy nghĩ bảo khố của long tộc lựa chọn ba kiện bảo vật trong đó tuyệt đối là cơ hội tốt bảo khố của long tộc tuyệt đối bất phàm nếu như thanh long hoàng tộc đã có chủ ý với tử lôi huyền đỉnh của hắn vậy thì hắn cũng không cần khách khí còn chưa biết ai là kẻ khóc cuối cùng lục thiếu du ngẩng đầu nhìn long ngộ rồi thi lễ khẽ mỉm cười nói vậy thì tiểu tử cung kính không bằng tuân lệnh đại hộ pháp trà đạp nhân loại này lục thiếu du này hung hăng cản quấy, đánh hắn. Không thể để cho một nhân loại kiêu ngạo trong thanh long hoàng tộc ta như vậy. Đại hộ Pháp, dùng một chiêu trà đạp hắn đi. Nhìn thấy tộc trưởng cũng đồng ý, còn xuất ra ba kiện bảo vật trong bảo khố làm tiền đặt cược. Chuyện này khiến cho cơ hồ tất cả đệ tử long tộc có mặt lúc này sôi trào. Vừa rồi đối với chuyện tiểu long và thiên độc yêu long, trong lòng tất cả đệ tử đều có chút suy nghĩ phức tạp. Thế nhưng dù sao tiểu long và thiên độc yêu long đều có huyết mạch của long tộc, mà bây giờ lục thiếu du này lại là một nhân loại vậy thì không giống như trước cơ hồ tất cả mọi người đều gọi ầm ĩ vô số ánh mắt nhìn về phía đại hộ pháp tự nhiên mọi người đều hy vọng đại hộ pháp giáo huấn nhân loại này một chút tất cả trưởng lão trong thanh long hoàng tộc đều có hứng thù bọn họ cũng đều hy vọng đại hộ pháp có thể trả đạp lục thiếu du này một chút lần trước bị trả đạp trên phi linh môn chuyện này đã sớm truyền khắp đại lục chuyện này đối với mặt mũi của thanh long hoàng tộc có ảnh hưởng cực lớn mặt mũi nhất định phải đoạt lại Lục Thiếu Du, đây là Thanh Long hoàng tộc. Ta là chủ, ngươi là khách, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Ngươi xuất thủ trước đi. Đại Hộ Pháp thấy tộc trưởng và đệ tử toàn tộc đều ủng hộ hắn, khí thế lập tức tăng cao. Khí thế quanh thân Đại Hộ Pháp lan tràn, cả không trung lập tức có một cỗ năng lượng trong thiên địa lặng lẽ hội tụ. Khí thế bàng bạc vô cùng lặng lẽ xuất hiện. Khí tức thật mạnh. Sắc mặt không ít đệ tử Thanh Long nhất tộc khẽ biến hóa, thực lực của Đại Hộ Pháp là bát giai hậu kỳ trưởng quản cơ hồ tất cả hộ pháp toàn tộc. Tuy rằng là hộ pháp, thế nhưng thân là đại hộ. Pháp, địa vị của hắn cũng không dưới trưởng lão bình thường. Mà thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Đại hộ pháp một ngàn năm trước đã đột phá đến bát giai hậu kỳ, thân là thanh long hoàng tộc, coi như là bản thể. Sợ rằng ngay cả tôn cấp thất trọng đỉnh phong trong nhân loại gặp phải đại hộ pháp, cũng phải chạy trốn chết. Mắt nhìn đại hộ pháp khí thế ngập trời, lục thiếu du cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía lục tâm đồng. Quang mang dưới chân lóe lên, thân ảnh lóe lên lập tức nhảy lên không trung chân khí tràn ra áo bò xanh bay phấp phới huyền hạo chỉ khẽ liếc mắt nhìn lục thiếu du khóe miệng nở nụ cười yếu ớt thực lực của lục thiếu du hắn biết rõ thực lực của đại hộ pháp tuy rằng không tệ thế nhưng gặp phải người biến thái linh vũ song tu như lục thiếu du sợ rằng cũng chỉ có thể bị trà đạp mà thôi xem ra trong bảo khố long tộc có ba kiện bảo vật rất khó bảo toàn đoán trừng thanh long hoàng tộc trộm gà không được mà còn mất nắm gạo Tiểu Long, thực lực của Lục Thiếu Du này như thế nào? Đại trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du trên không trung, nhìn cái khí thế lạnh nhạt kia, nàng lập tức cúi đầu nhẹ giọng hỏi Tiểu Long. Bà ngoại, lát nữa người sẽ biết." Tiểu Long nói, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Thực lực của lão đại chỉ bằng vào tên đại hộ pháp kia làm sao có thể đối phó? Còn chưa động thủ sao?" Giữa không trung, vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đại hộ pháp nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, quang mang lóe lên, thanh linh khải giáp xuất hiện khí tức vũ tôn tứ trọng tràn ra. Một âm thanh từ trong miệng hắn vang lên, sau khi ta ra tay sợ rằng đại hộ Pháp sẽ không có cơ hội ra tay. Tốt nhất là đại hộ Pháp ra tay đi, hóa ra mới là vũ tôn tứ trọng. Tu vi của nhân loại này kỳ thực không tệ. Thế nhưng ở trước mặt đại hộ Pháp, quả thực chính là muốn chết. Nhìn lục thiếu du chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, không ít ánh mắt chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lập tức khinh thường. Loại thực lực này mà đối mặt với đại hộ Pháp, quả thực quá thấp thật đúng là cuồng ngạo ta sẽ cho ngươi biết trước mặt bổn hộ pháp ngươi không có tư cách cuồng ngạo thanh long hoàng tộc trời sinh cuồng ngạo nhìn thấy lục thiếu du lại dám cuồng ngạo trước mặt mình như vậy cũng khó có thể nhịn được tiếng quát vừa dứt thân thể lập tức run lên dẫn động năng lượng thiên địa bàng bạc uy áp linh hoàng khí tràn ra dưới cỗ uy áp này cả không trung phong vân biến sắc gợn sóng trong không gian lập tức cuồn cuộn khiến cho người có thực lực thấp trong long tộc không nhịn được mà run rẩy Lục Thiếu Du nhìn không chung, uy áp của linh hoàng khí đều bị ngăn cản bên ngoài, đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhân loại này dường như có chút bất phàm. Đường Đường là thanh long hoàng tộc, cũng có không ít chúng cường giả nhìn thấy Lục Thiếu Du ở trong khí thế khủng bố này, vẫn lạnh nhạt đứng đó lập tức xì xào nói. Chỉ riêng phần bản lĩnh này, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Sư, thân ảnh đại hộ pháp lóe lên, trường bào màu tím run run, năng lượng vô hình trong thiên địa khuếch tán. Tay phải đột nhiên vươn ra, cả không gian run lên. Giữa không trung, một đạo trảo ấn được ngưng tụ, trong nháy mắt phóng tới trước người lục thiếu du. Dưới đạo trảo ấn, giữa không trung lập tức xuất hiện năm vết nứt đen kịt trong không gian, uy thế chấn động nhân tâm. Thực lực của đại hộ pháp lần nữa tăng lên không ít. Sợ rằng ngay cả một chiêu này lục thiếu du cũng không chống lại được. Đại hộ pháp không lưu tình một chút nào a, à, nhìn thực lực của đại hộ pháp, không ít người có chút vui mừng. Mà đại hộ pháp không lưu tình. Công kích như vậy tuyệt đối Vũ Tôn Tứ Trọng không thể chống lại được. Chương 2350, đối chiến đại hộ pháp 2. Mà trong lúc mọi người chăm chú nhìn vào, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, nhìn đạo trảo ấn đang đánh tới, thủ ấn trong tay lặng lẽ kết xuất. Thực lực của đại hộ pháp này Lục Thiếu Du đã sớm đoán ra, sợ rằng ngay cả Tôn cấp thất trọng đỉnh cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đây là một cường giả thanh long hoàng tộc khó có thể dây vào. Nhưng mà loại cấp độ như vậy, dường như hiện tại cũng không phải hắn không làm gì được chảo ấn đánh xuống, không gian trước mắt sụp đổ từng khúc, ngay khi chảo ấn còn cách không được 100 thước, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lập tức được kết, chân khí phô thiên cái địa lập tức tuôn ra. Trong khoảnh khắc, giữa không trung lấy Lục Thiếu Du làm trung tâm, không gian mấy ngàn thước chung quanh giống như đông cứng lại. Năng lượng thiên địa kéo tới, một cỗ khí tức ngập trời lan tràn ra. Trong chớp mắt, khí tức trên người Lục Thiếu Du trong khoảnh khắc trở nên khủng bố. Không ít cường giả cũng có thể nhận ra được, trong đó dường như còn có khí tức linh hồn bàng bạc ở bên trong. Linh Vũ Quyết, cùng một lúc, Lục Thiếu Du nắm tay, quang mang hội tụ chung quanh nắm tay. Trước nắm tay có thể nhìn thấy vết nứt trong không gian xuất hiện, quang mang ngập trời từ ranh giới tràn ra mãnh liệt. Trong sát na, đạo quyền ấn này của Lục Thiếu Du lập tức va chạm với trảo ấn của Đại Hộ Pháp. Hai người đều phóng lên trời, thân thể đứng song song trên không trung. Quyền ấn của Lục Thiếu Du mang theo khe nứt đen kịt trực tiếp va chạm với trảo ấn. Hai đạo công kích va chạm, giống như hai khỏa lưu tinh ầm ầm va chạm trên không trung, hoặc giả như hai lỗ đen va chạm trên không trung. Trong nháy mắt, hai đạo công kích va chạm, không gian trực tiếp sụp đổ, từng mảnh vỡ không gian giống như cục đá bắn xuống mặt nước yên tĩnh, gợn sóng bắn ra bốn phía. Mà điều này cũng vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Công kích khủng bố của hai người va chạm cũng không tạo thành âm thanh quá ớn, chỉ có âm thanh ken két do không gian bị nghiền nát mà thôi. Mà cùng lúc chào ấn, quyền ấn va chạm, không gian chung quanh trực tiếp bị nghiền nát, cả không trung hung hăng run rẩy, công kích của hai người đồng thời bị biến mất, thân thể hai người đồng thời bị đẩy lùi, cùng một thời gian, ngay bị quyền ấn của lục thiếu du bị đánh nát, bên trong đột nhiên có một đạo tàn ảnh quyền ấn bắn ra, một cỗ linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, bên trong tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan khiến cho linh hồn trực tiếp run rẩy, quyền ấn bằng linh hồn lực trực tiếp phá không đánh ra, năng lượng linh hồn bàng bạc lập tức đánh vào trên người đại hộ pháp, ồ bên trong công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, có cường giả sợ hãi thán phục. Bên trong công kích thuộc tính thổ ẩn chứa công kích linh hồn. Cả hai hoàn toàn dung hợp lại một cỗ. Đây chính là thứ khiến cho mọi người hoàn toàn khiếp sợ. Sư, thân thể đại hộ pháp bị đẩy lùi, hắn không ngờ bên trong công kích của Lục Thiếu Du này lại ẩn chứa công kích linh hồn. Ánh mắt cực kỳ ngoài ý muốn. Đạo quyền ấn bằng linh hồn lực đánh vào khiến cho thân thể hắn chững lại, rồi lập tức khôi phục trong công kích thuộc tính thổ dung hợp công kích linh hồn linh vũ dung hợp người bình thường gặp phải ngươi sẽ chịu thiệt thế nhưng công kích linh hồn này đối với thanh long hoàng tộc ta cũng không có bao nhiêu tác dụng đại hộ pháp hét lớn một tiếng khoái miệng nở nụ cười nhạt công kích linh hồn thứ này đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn công kích linh hồn đối với đại hộ pháp không có tác dụng quá lớn lục thiếu du có chút hơi bất ngờ cũng không phải hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm không có chút đình trệ nào Lục Thiếu Du đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung. "Thật sao? Vậy thử xem thứ này đi." Âm thanh vừa dứt, thân thể Lục Thiếu Du đã vượt qua không gian trực tiếp tới bên người Đại Hộ Pháp, tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Lục Thiếu Du xuất hiện trước người Đại Hộ Pháp, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Cánh tay vẽ ra từng đường vòng cung huyền ảo. "Thời Không Lao Ngục!" Một đạo quang mang chói mắt từ trong tay Lục Thiếu Du bắn ra thời không lao ngục thuộc tính thủy lan tràn trực tiếp bao phủ không gian chung quanh lực lượng của thời gian khiến cho gợn sóng trong không gian bị đồng hóa bao phủ đại hộ pháp vào bên trong trong thời không lao ngục thuộc tính thủy linh hồn lực mênh mông tăng thêm lực lượng thời gian và năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ dung hợp với nhau trong khoảnh khắc chút xuống tách bỗng nhiên bên trong thời không lao ngục đột nhiên đông cứng lại đem đại hộ pháp đóng băng vào bên trong hàn khí đóng băng không gian trong nháy mắt lan tràn tới trước mặt đại hộ pháp Tuy rằng công kích linh hồn ở bên trong đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng công kích bằng hàn khí, lực lượng không gian trói buộc, còn có một cỗ lực lượng quỷ dị ảnh hưởng khiến cho lúc này, hắn bị ảnh hưởng cực lớn. Ô, mà trong không gian quỷ dị này, ánh mắt đại hộ pháp biến đổi. Công kích không gian khủng bố, lực công kích quỷ dị như vậy đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Công kích quỷ dị này, không ngờ lại tạo cho hắn một cảm giác không có cách nào chống lại, cũng không có cách nào dãy dụa thoát ra ngoài một cỗ lực lượng lạnh lẽo lan tràn tới trước người hắn cả không gian đều bị hàn khí bao phủ không ngờ lại mạnh như vậy hàn khí lạnh lẽo kéo tới trước mặt đại hộ pháp không do dự mà hét lớn một tiếng lập tức hóa thành bản thể thanh long khổng lồ hơn nghìn mét ken két bản thể khổng lồ cuồn cuộn linh nguyên phô thiên cái địa tuôn ra kéo theo năng lượng thiên địa thân thể trong khoảnh khắc cuồn cuộn phá vỡ một mảng lớn hàn khí thân thể xé rách không gian tạo ra vết nứt đen kịt đại hộ pháp muốn phá vỡ vòng vây đi ra cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao đại hộ pháp này tuyệt đối là cường giả. Khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Âm thanh vừa dứt, thủ ấn Lục Thiếu Du quỷ dị đánh xuống. Trong sát na, chân khí thuộc tính mộc bàng bạc quanh thân tuôn ra, lập tức cuồng bạo tràn vào trong thời không lao ngục thuộc tính thổ. Lập tức năng lượng thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ cũng cuồn cuộn tiến vào. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thời không lao ngục liên tục run rẩy. Một cỗ uy năng vô hình liên tục kéo lên khi năng lượng bên trong thời không lao ngục một lần nữa lại là thuộc tính thổ thì uy năng bên trong đã cực kỳ mạnh mẽ đại hộ pháp hóa thành bản thể đang muốn phá vòng vây thoát ra thế nhưng trong nháy mắt không gian quỷ dị bao phủ hắn run rẩy mấy lần uy năng trong không gian lại tăng lên mấy lần vô cùng khó hiểu cả không gian trong chớp mắt như cứng lại mất đi trọng lượng bên trong còn có một cỗ linh hồn lực mênh mông lực lượng không gian chút xuống khiến cho cả thân thể hắn bị áp chế vô lực, không thể nhúc nhích. Chương 2351, chiến thắng cường hãn. Thời không lao ngục trồng chất, uy năng tăng mạnh mấy lần. Huyền Tích trưởng lão của Huyền Vũ hoàng tộc khi trước còn có tu vi mạnh hơn, đại hộ pháp này tăng thêm lực phòng ngự khủng bố của Huyền Vũ hoàng tộc mà, cũng không có cách nào chống lại thời không lao ngục trồng chất bốn loại thuộc tính. Lục Thiếu Du cũng tự biết đại hộ pháp này không có cách nào chống lại. Đại hộ pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng thời không lao ngục trồng chất bốn loại thuộc tính đã mạnh tới mức vượt quá khả năng thừa nhận của hắn. Xuống dưới, lục thiếu du quát lên một tiếng, thời không lao ngục thuộc tính thổ hung hăng lan tràn. Không gian to lớn dưới lực lượng đáng sợ va chạm lập tức vạn vẹo. Không gian ngưng tụ, bản thể khổng lồ của đại hộ Pháp căn bản không có cách nào nhúc nhích. Thân thể lập tức bị lực lượng vạn quân hung hăng đè xuống, nặng nề từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Phốc phốc, trong miệng bản thể khổng lồ của đại hộ Pháp phun ra máu tươi mà ngay cả lân phiến trên người cũng có máu tươi không ngừng chảy ra. Lục thiếu du lăng không đứng thẳng, thủ ấn biến hóa. Thời không lao ngục mạnh mẽ đè đại hộ pháp trên mặt đất. Ngao! Trong thời không lao ngục thuộc tính thổ, bản thể thanh long khổng lồ của đại hộ pháp này trong nháy mắt bị đông cứng lại, căn bản khó có thể nhúc nhích. Mặt khác còn có lực lượng không gian, công kích linh hồn hỗn hợp bên trong. Nhất thời, ngay cả công kích thiên phú hắn cũng không có cách nào có thể thi triển ra được mũi chân mang theo quang mang khẽ điểm hư không, tiếp đó thân hình lục thiếu du như thiểm điện trực tiếp xuất hiện trong thời không lao ngục. Thân thể lơ lửng trước mặt đại hộ Pháp đang không có cách nào nhúc nhích. Một đoàn huyết quang lập tức xuất hiện. Ngao! Huyết quang thu liễm, một tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên. Đại hộ Pháp có thể nhìn thấy rõ trong tay lục thiếu du, có một thanh huyết đao quỷ dị. Một đạo đao mang huyết sắc lập tức đánh xuống. Trước đao mang, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Sư! Dưới vô số ánh mắt rung động, đạo đao mang này bổ ra vết nứt trong không gian, trực tiếp đánh vào trên đầu Đại Hộ Pháp. Uy thế kinh người kia khiến cho Đại Hộ Pháp nhắm mắt lại. Sưu, một đao khủng bố lập tức dừng lại trên đầu Đại Hộ Pháp, đao mang thu liễm. Kinh khí kinh người biến mất, Đại Hộ Pháp mở mắt ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện trước người hắn, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Một đao kia cũng không có đánh xuống, thu huyết lục lại, thanh linh khải giáp biến mất. Lục Thiếu Du cũng lập tức thu hồi thời không lao ngục thân ảnh lơ lửng trên không trung, lăng không đứng thẳng. Quanh thân được quang mang bao phủ, khí tức khiến cho lòng người rung động, hắn nhìn đại hộ pháp phía dưới nói, "Đại hộ pháp, chịu thua chưa?" Sư, một đạo lưu quang lóe lên, đại hộ pháp thu bản thể lại, hóa thành hình người đứng trên mặt đất dạn nứt. Nhìn về phía Lục Thiếu Du trên không trung, đại hộ pháp sợ hãi, hắn biết rõ mình đã bại. Công kích vừa rồi đánh tới, hắn không có lực chống lại. Sợ rằng nếu như ngay từ đầu đối phương thi triển công kích không gian khủng bố kia, thì ngay cả một chiêu hắn cũng sẽ bị thua. Vì cố kỵ mặt mũi của mình cho nên Lục Thiếu Du này mới dùng hai chiêu đánh bại mình. Một đao kia không đánh xuống là đã cho hắn mặt mũi rồi. Cả không trung hoàn toàn yên tĩnh, vừa rồi tất cả mọi người đều hy vọng đại hộ pháp có thể dùng một chiêu đánh bại Lục Thiếu Du này. Cha đạp nhân loại này một phen. Thế nhưng thật không ngờ đại hộ pháp dưới hai chiêu đã bại như vậy. Hai chiêu không có sức hoàn thủ. Điều này hoàn toàn vượt quá dự đoán của tất cả mọi người lục thiếu du này quá cường hãn tất cả mọi người hít sâu một hơi đối với tất cả cường giả thanh long hoàng tộc mà nói lúc này thứ khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là công kích quỷ dị mà kinh khủng kia của lục thiếu du có thể tăng lên gấp bội tu vi vũ tôn tứ trọng thế nhưng chỉ dùng hai chiêu đánh bại đại hộ pháp đại hộ pháp không có lực chống lại thực lực như vậy tuyệt đối cường hãn giờ phút này cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn về phía lục thiếu du tâm tình bên trong đều không giống nhau ồ hóa ra tên này cũng lợi hại như vậy thần hy nghi hoặc kinh ngạc nhìn về phía lục thiếu du đây chính là điều mà bản thân nàng cũng không ngờ tới thần hy lại nhìn về phía tiểu long lục tâm đồng đám người này mỗi một người đều biến thái vô cùng khủng bố lúc này đại trưởng lão và long yên cũng kinh hãi tất cả mọi chuyện đều vượt quá dự đoán của hai người chỉ có tiểu long là không cảm thấy ngạc nhiên thực lực của lão đại không phải là thứ mà đại hộ pháp kia có thể chống lại lục thiếu du ta thua ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, Long Trường khẽ thở dài, lại nhìn đám người chung quanh nói, "Ta thua, dựa theo giao ước khi trước, về sau ta sẽ gọi ngươi là." Long Trường còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức đi tới bên người Long Trường nói, "Nếu như Đại Hộ Pháp không chê, về sau tiểu tử sẽ gọi Đại Hộ Pháp một tiếng Long Trường lão ca." Mắt nhìn Lục Thiếu Du, Long Trường sững sờ, lập tức dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lục Thiếu Du. Thân là tộc nhân Thanh Long hoàng tộc, Trước mắt bao nhiêu người chuyện hắn đã nói ra tuyệt đối không thể chống chế. Đây cũng là ngạo khí của hắn, là ngạo khí của toàn bộ Thanh Long hoàng tộc. Thế nhưng đây cũng là nói thật, nếu không sau này hắn cũng không còn mặt mũi nữa. Đa Tạ thiếu Du lão đệ, Long Trường ta thua tâm phục khẩu phục. Linh Vũ song tu quả nhiên cực kỳ cường hãn. Long Trường nhìn Lục thiếu Du, cảm kích từ tận đáy lòng. Hắn không ngờ tới lúc này Lục thiếu Du lại cho hắn mặt mũi. Chỉ khác một chữ, thế nhưng lại không giống nhau thái độ của hắn đối với lục thiếu du cũng lập tức biến đổi đa tạ long trường lão ca tiểu tử may mắn mà thôi lục thiếu du gật đầu nói long trường này tuy rằng có chút cao ngạo thế nhưng lại quang minh chính đại điểm này rất hợp khẩu vị của lục thiếu du cho nên hắn gọi long trường một tiếng lão ca cũng không thiệt thòi mà đổi lại lục thiếu du cũng có tính toán của riêng mình tiểu long tiến vào thanh long hoàng tộc hắn cũng có một chút ân oán nhỏ với thanh long hoàng tộc lần này mình chiến thẳng có cơ hội thì nên hóa giải ân oán với Thanh Long hoàng tộc một chút. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu đã như vậy sao không làm? Nhìn thấy Lục Thiếu Du thay đại hộ pháp Long Trường giải vây, không ít trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du đã nhu hòa hơn không ít. Nếu như đại hộ pháp mất mặt thì bọn họ cũng không khá hơn. Việc này cứ quyết định như thế đi. Long Trường hai ngày nữa ngươi mang theo Lục Thiếu Du, đi vào bảo khố lựa chọn ba kiện bảo vật, Long Ngộ nhìn Lục Thiếu Du dò xét một phen rồi nói, khi âm thanh vừa dứt Long Ngộ lập tức quay người rời đi. Chương 2352, mẫu tử gặp nhau một, gợn sóng trước mặt tộc trưởng Long Ngộ lóe lên, lập tức bước vào trong gợn sóng không gian rồi biến mất không thấy. Thế nhưng lại không có ai nhìn thấy khi hắn xoay người, trên khuôn mặt già nua của tộc trưởng Long Ngộ nở nụ cười có chút cao thâm. "Tiểu Long, bà ngoại mang con đi gặp mẫu thân." Đại trưởng lão Long Nguyệt nói với Tiểu Long tiểu long gật đầu lão đại đã không có việc gì còn có thể đi vào trong bảo khố long tộc chọn ba kiện bảo vật cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn mà bây giờ hắn cũng phải đi gặp người mẫu thân lưu lại âm thanh trong đầu hắn trong lòng không biết vì sao lại có chút khẩn trương loại khẩn trương này so với lúc trước đi huyền vũ hoàng tộc gặp phụ thân còn khẩn trương hơn nhiều cũng không phải nhưng mà khẩn trương đơn thuần mà bên trong còn có kích động bất an và chờ mong phụ thân chúng ta đi gặp mẫu thân tiểu long nhìn phụ thân rồi nói được chúng ta đi gặp mẫu thân con huyền hạo nói trong mắt có chút kích động nhiều năm như vậy rồi rốt cuộc hắn cũng chờ được tới ngày hôm nay một nhà ba người bọn họ rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ ai nhìn huyền hạo đại trưởng lão khẽ thở dài mang theo mọi người biến mất trên không trung long yên nhìn mọi người khoái miệng nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt thân ảnh xinh đẹp lóe lên lập tức đuổi kịp mấy người tại một sơn cốc mấy đạo thân ảnh đáp xuống mấy người này chính là đại trưởng lão tiểu long huyền hạo lục thiếu du lục tâm đồng còn có thần hy đi theo bên cạnh mà thiên độc yêu long vừa vặn lại bị đại hộ pháp dẫn đi dường như đi tiếp nhận hình phạt ở trong khốn long tháp một năm thiên độc yêu long biểu hiện can tâm tình nguyện lục thiếu du đương nhiên cũng không nói thêm gì dù sao đây đã là kết quả tốt nhất ngoài sơn cốc cây cối xanh biếc tiếng chim hót vang lên không ngừng trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, nhạt tiểu long những năm nay mẫu thân của con đều tự giam mình trong bách hoa cốc thể cả đời không rời khỏi bách hoa cốc nửa bước trừ phi con có thể trở về mà ngay cả bà ngoại cũng không có cách nào khuyên nhủ mẫu thân con long nguyệt nói với tiểu long những năm này mẫu thân chưa từng rời khỏi bách hoa cốc sao trong lòng tiểu long lập tức cảm thấy chua sót hóa ra những năm gần đây mẫu thân đều ở trong sơn cốc này so với bị giam có gì khác nhau đâu long nguyệt khẽ thở dài nói đúng vậy trong lòng mẫu thân con luôn nhớ tới con còn phụ thân của con nữa liếc mắt nhìn huyền hạo Long Nguyệt tiếp tục nói, trong lòng mẫu thân con luôn tự trách chính mình, trách cứ ngoại công con cùng với thanh long hoàng tộc. Trong lòng có oán khí, thế nhưng hiện tại con đã tới thì tốt rồi. Đều là ta sai. Huyền hạo thì thào nói, trong lòng hắn lúc này cũng tràn ngập sự chua sót. Được rồi, mọi người chờ ở đây, con đi gọi tỷ tỷ ra. Cho tỷ tỷ kinh hỉ. Long Yên nói xong, thân thể xinh đẹp lóe lên, tiến vào trong sơn cốc. Cũng tốt, chúng ta chờ ở đây. Chờ mẫu thân con đi ra, nhìn thấy con lớn như vậy mẫu thân con nhất định sẽ vô cùng vui mừng long nguyệt nói bàn tay đặt lên vai tiểu long trên khuôn mặt già nuôi hiện lên sự chua sót và vui vẻ tộc nhân chu tước hoàng tộc sao cũng tới đây đại trưởng lão long nguyệt nhìn về phía thần hy hỏi chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được thân phận của thần hy ta thần hy nháy mắt cũng không biết nên nói thế nào mới tốt đại trưởng lão nha đầu này là muội muội chu loan lúc trước đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của người trong tộc gặp phải chúng ta cùng tiểu long cho nên cùng đi tới đây, huyền hạo nói. thì ra là thế, thiên phú của nha đầu kia cũng rất mạnh a, à. đại trưởng lão long nguyệt nói. trong đình viện tinh xảo, mùi hương hoa tràn ngập, một đạo thân ảnh xinh đẹp đáp xuống đình viện, âm thanh du dương vang lên, tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu vậy? người này chính là long yên mang theo sự vui vẻ đi tới. long yên, sao hai ngày ngay muội lại chăm tới chỗ ta liên tục như vậy? một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, một thân ảnh xinh đẹp lập tức xuất hiện bên người long yên trên đầu búi tóc, xinh đẹp không tỉ vết, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Tỷ tỷ, nói cho tỷ biết một tin tốt, tỷ có muốn nghe hay không? Long Yên cười cười, nụ cười vô cùng động lòng người. Nữ tử tuyệt mỹ này đương nhiên là tỷ tỷ Long Yên, đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long Hoàng tộc. Là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi khi trước của Thanh Long Hoàng tộc. Vừa sinh ra đã có linh hoàng khí địa cấp đỉnh phong, vô hạn tiếp cận tới thiên cấp. Sau khi trải qua truyền thừa đã là linh hoàng khí thiên cấp gần tới đỉnh phong trong tộc không có ai có thể sánh kịp. Có thiên phú như vậy là hy vọng của Thanh Long Hoàng tộc, thế nhưng không ngờ lại làm ra chuyện kia với huyền hạo của huyền vũ hoàng tộc, làm cho cả Thanh Long Hoàng tộc cùng huyền vũ hoàng tộc chấn động, thiếu chút nữa để hai tộc đại chiến. Long Bích Hàm nhíu mày, dịu dàng cười nói, muội thì có tin gì tốt chứ? Nói đi, tỷ nhất định sẽ kinh hỉ, muội mang tỷ đi tới nơi này. Long Yên cười thần bí. Tiểu ni tử này, muội cũng biết ta sẽ không rời khỏi cốc mà. Long Bích Hàm cười một tiếng, Ánh mắt Long Yên lóe lên, mỉm cười nói: "Muội biết tỷ không rời khỏi bách hoa cốc, cho nên mới không bỏ tỷ xuất cốc. Thế nhưng tỷ phải nhắm mắt lại, cũng không thể dùng tâm thần dò xét, bằng không sẽ không có kinh hỉ nữa." Long Yên nói, dường như nàng đã chuẩn bị từ trước, tay lấy ra một dải lụa trắng, che hai mắt của Long Bích Hàm. "Được rồi, để xem muội có thể mang tới kinh hỉ gì cho ta." Long Bích Hàm cũng không cự tuyệt mà khẽ mỉm cười nói. Long Yên nở nụ cười thỏa mãn. Kéo tay tỷ tỷ Long Bích Hàm nói, "Yên tâm đi, muội Cam Đoan tỷ sẽ giật mình cho xem." Ngoài sơn cốc, khắp nơi là hoa tươi, hương hoa mê người. Trong lúc chờ đợi Tiểu Long lại càng thêm khẩn trương cùng kích động, thêm nữa là mừng rỡ. Ánh mắt mang theo sự khẩn trương thi thoảng nhìn về phía lão đại. Lục Thiếu Du cười cười, lúc này mọi chuyện trong Thanh Long hoàng tộc khá tốt, rốt cuộc Tiểu Long cũng sắp gặp được mẫu thân mình. Trong sự chờ đợi của mọi người, ở lối ra của sơn cốc, dưới sự dẫn dắt của Long Yên, một nữ tử dịu dàng đi tới trên người mặc bộ váy dài xanh biếc cái eo nhỏ nhắn thân thể lung linh xinh đẹp bích hàm nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp này toàn thân huyền hạo run lên thân ảnh lóe lên lập tức lao thẳng về phía trước long bích hàm được long yên dẫn đi tiếp tục đi về phía trước không thi triển tâm thần dò xét thế nhưng động tĩnh của huyền hạo cũng không giấu được nàng nàng mở miệng hỏi long yên long yên là ai tới vậy nếu như ta tiến thêm vài bước chính là rời cốc a âm thanh vang lên âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên giống như phiêu đãng mờ ảo mẫu thân tiểu long nghẹn ngào nói một câu nghe thấy âm thanh vừa rồi tuy rằng ở phía xa thế nhưng tiểu long biết đây chính là âm thanh của mẫu thân bên trong cấm chế trong đầu hắn có âm thanh quen thuộc này